Kẹt giỏi cho quân liền hồng tạm nói những lời chân chắn là phút lạnh cao thượng hiệu thần tâm sinh thần chăm sống vợ và con sống bằng nghệ lương thiện là phút lạnh cao thượng vô thi hành đúng pháp dương minh làm nguyên thuộc khi không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và trí ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng thi su chạm biết đời đứng công đồng công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao Buddhaya, thành kính lãnh lễ chư tôn, thân chào tất cả. Hôm nay thứ hai, ngày 1/3 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thuốc mỗi ngày, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Ni sư Lễ Pháp thuyết giảng với đề tài thử làm một so sánh với sự điều hợp của Đài Đức Pháp Đăng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm thân nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Và con xin phép được đọc. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ, chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả nhân chứng. Nhất tâm lãnh lễ, chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, nguyện hiện tượng bất tường, nguyện mầm mị xấu xa, nguyện nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tề hủy phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đọc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chương trình hôm nay thử làm một so sánh lượng định mức giá trị của đời sống thực sự không đơn giản.
Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy á, câu chuyện trong ngày thử là một cái sự so sánh, đó là cái đề tài. Và tiếp theo để lượng định đúng hay đúng mức giá trị của đời sống thực sự không đơn giản. Và cái bài học chuyện câu chuyện trong ngày của chúng ta trích từ ở trong tập 5 của Thiên Đại Phẩm và 55 cái chương tương ưng dự lưu phẩm về lưu đoà ra. Thì ở đây muốn nói đến cái câu chuyện để chúng ta thử tìm về cái lời dạy của Đức Phật khi mà ngài nói đến một vị chuyển luân thánh vương cai trị 4 trong thiên hạ như vậy, và sau khi thân hoại mệnh chung thì được sanh lên thiên thú thiên giới, thế giới này còn trú với chư thiên thì trong rừng, thì được những cái điều này thì phải đầy đủ, được đầy đủ 4 pháp. Và ở trong đó thì muốn ra khỏi những cái đọa xứ đó, thì cái bài học này cũng giống như chúng ta tìm cái sự so sánh hạnh phúc nhân loại, hạnh phúc chư thiên và hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc niết bàn. Và một cái vị vua chuyển luân thánh vương thì có thể chúng ta hiểu rằng đó là cái cùng tột của hạnh phúc nhân loại. Nhưng mà vị này muốn được thành tựu hạnh phúc chư thiên hay là hạnh phúc và tối thượng đó, thì vị này phải thoát khỏi những cái đọa xứ. Mà nếu mà vị nào tuyên bố thoát khỏi những đọa xứ như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, thì vị đó phải là một bậc thánh, vì vị thánh mới có thể không có rơi vào đọa xứ. Vị đó hành thành tựu được hạnh phúc tối thượng, đó là hạnh phúc an lạc của giải thoát niết bàn. Còn khi mà mình chưa có được được như vậy đó, thì mình rất là khó để được hạnh phúc tối thượng lạc. Và ở trong đây Đức Phật nói rằng bốn pháp đó là người nào đầy đủ cái đức tin đối với bậc chánh biến tri, đầy đủ cái lòng tin bất động đối với pháp, cái pháp mà do Đức Thế Tôn này đã chứng ngộ và khéo thuyết giảng. Ai mà đầy đủ lòng tin đối với chúng tăng, và chúng tăng là những vị đệ tử của Đức Thế Tôn, và thành tựu các cái giới hạnh mà được các bậc thánh ái kính, thì đó là những cái điều mà thành tựu những cái chi phần này đó, thì trong cuộc đời vị đó thành tựu được hạnh phúc nhân loại, hạnh phúc chư thiên, và cuối cùng là hạnh phúc tối thượng. Vì chúng ta biết hạnh phúc nhân loại là một vị chuyển luân thánh vương đó, thì như là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn người nói một đệ nhất hưởng dục đó, là vua Man Thá Tú, thì ngài kể lại cái thành tựu hạnh phúc là một vị chuyển luân thánh vương với 20.000 cái hòn đảo, và với 4 châu thiên hạ, vị này vỗ tay thì châu báu rớt xuống tới đầu gối. Nhưng mà nói đến những cái hạnh phúc cao hơn là hạnh phúc cõi thiền sắc giới, hay cõi thiền vô sắc giới, hay là những cõi phạm thiên, và cái hạnh phúc cao hơn nữa là ra khỏi những cái đọa xuống, thì đó là từng từ những sự tầm cầu. Và chúng ta thử so sánh cái câu chuyện hôm nay trong cái sự so sánh trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể tìm được cái hạnh phúc nhân loại, hạnh phúc chư thiên phạm thiên, hạnh phúc tối thượng là niết bàn. Chúng ta thử coi mình có thể tìm cầu mình có thể tìm cầu được như vậy hay không. Mình thử mình so sánh thử coi tại sao lại những cái hạnh phúc này được Đức Phật ngài nói từng tự thứ nhất như vậy. Đó là nội dung và ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì mời MC Quang Hỷ đọc bài, thì chúng ta sẽ thỉnh đi sư Liễu Pháp thuyết giảng rộng rãi cái bài học hôm nay quý vị. Thank you.
Nam Mô Bức Thầy Giả. Con xin được đọc bài thử làm một so sánh phẩm quê nước và lá tại Sa-va-thí. Ở đấy nói như sau: dầu cho này các tỳ kheo, một vị chuyển luân vương làm chủ tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiện giới, thế giới này cộng trú với chư thiên ở cõi 33. Tại đấy vị ấy trú trong rừng Năng Đa Ná, được chúng thiên nữ vây quanh, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Tuy vậy, vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ và chưa thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Như này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử giàu muốn sống bằng các miếng ăn khất thực, đắp với y nhiều tấm, vị ấy đầy đủ bốn pháp và vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với pháp, pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, thực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tướng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy thành tựu bốn pháp này. Và này, các tỳ kheo, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp, và sự lợi đắc bốn châu không đáng giá. 1/16 lợi đắc bốn pháp. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya, con kính lễ sư trưởng, kính lễ thiền tòa Dạch Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Hôm nay bài học với đề tài là thử làm một so sánh. Ở đây là so sánh giữa đời sống của một người hưởng dục ở cõi trời tam thập tam, tức là cõi trời 33, với đời sống thiệu dục trí túc của một vị tỳ kheo sống trong rừng với các thực, đắp y phận tạo,
thì hai cái đời sống đó, đó đời sống nào mới thực sự có giá trị cao quý hơn? Thì bài học hôm nay được trích từ trong Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm Veludora. Veludora là một địa danh, chữ Velu có nghĩa là cây tre, cây trúc, và Dora là cửa. Cửa ở đây tức là cửa của một ngôi làng. Đây là một ngôi làng của Bà La Môn ở xứ Kosala, và Đức Phật Ngài cũng đã từng ở lại đây, và Ngài đã thuyết giảng bài kinh gọi là Veludoreya Sutta, và là bài kinh này đó. Và trong người trong chủ giải đó thì Ngài Buddhaghosa, Ngài có giải thích rằng sở dĩ cái làng này có cái tên là Veludora là bởi vì cái cổng mà đi vào làng đó có một cái những cái bụi tre rất là dày, như là thành ra người tạo thành một cái cổng làng rất là đẹp, cho nên người ta đặt cái tên là Veludora. Mình có thể dịch là trúc môn, trúc là cái tre đó, và môn là cửa. Mỗi quý vị thấy rằng là mỗi cái ngôi làng đi vào mà có cái cổng làng làm bằng trúc, bằng tre như vậy thì nó rất là lý tưởng. Và ở trong bài kinh này, Đức Phật khi đó Ngài đang ở Veludora, và Ngài giảng bài kinh trong cái phẩm Veludora. Nhưng mà trong cái đoạn kinh này đó thì khi đó Đức Phật Ngài giảng cho các vị tỳ kheo, và Ngài trong cái ví dụ đó, ngay cả một vị chuyển luân thánh vương, trong cái quan niệm của Ấn Độ thời bấy giờ thì người nhân loại mà phước báo mà cao nhất, mà tột đỉnh lúc bấy giờ là phước báo của một vị chuyển luân thánh vương. Bởi vì đó là cái vị mà chủ tể và cai trị cả bốn châu thiên hạ, đi đến đâu đó, cái bánh xe đi đến đâu thì người ta quy thuận đến đó, và có được bảy loài bảo, chẳng hạn như là ngựa bảo hay là châu bảo hay là nữ bảo vân vân. Thì như vậy là các vị chuyển luân thánh vương đó, họ có được phước báo rất là đầy đủ, và họ có uy quyền, họ có được tất cả những cái gì mà người ta ước ao. Chẳng hạn như bây giờ mà một vị tổng thống chính phủ đó của một nước đó thì họ chỉ có uy quyền ở trong một nước, nhưng mà một vị chuyển luân thánh vương đó thì vì đó là được những cái vị vua khác người ta cũng kính nể. Mặc dù những cái vị vua kia thì vẫn cai trị những cái nước nhỏ, nhưng mà một vị mà đã được đề cử mà làm chuyện luân thánh vương đó, từ đức độ cho tới trí tuệ cho tới uy quyền đó, thì đều là thù thắng hơn tất cả những vị vua khác. Dạ, chúng con ở trong rung và hết nghe ni sư liễu pháp. Con không biết ni sư có bị rớt mạng, nếu không thì con thỉnh ni sư trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con không biết như thế nào, con kính thỉnh bữa nay đường nét ở trong rung nó hơi trục trặc. Con không biết ni sư dạ có ở trong rung không, nếu không dạ xin quý vị chắc bao ni sư ra. Dạ con kính thỉnh nếu thường tòa giác đẳng có ở trong dạ có thể cầm mic được, con kính thỉnh thường tòa giác đẳng lên để điền khuyết trong lúc ni sư và không có cầm mic được. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính đảnh lễ sư.
cho sư trụ đã bị chìm trong đi phạm tôi dọc tất cả những thực tử thú vị tối cho đời như sư lưu hút trở lại xin được nói một vài điều để đủ khích cảm thở và khi nào như sư có thể trở lại xin quý vị quan trọng thông báo cho biết. Thú vị trong đề tài ngày hôm nay chúng ta đi tìm một gợi ý. Gợi ý này cho chúng ta thấy rằng có những việc trước mắt thấy là rất có lợi. Lấy ví dụ bây giờ chúng ta nói tự nhiên là mình trúng số trở nên rất là giàu có, nó là có tiền nguyên đặc vạn, muốn xài gì xài, cái đó là có lợi. Và cái hồn duy đối với chúng ta khi mà mình đã có được điều đó thì không có điều gì khác mang mong mỏi được. Vấn đề Đức Phật này đặt ra vấn đề ngược lại là một vị vua chủ thánh vương cũng là một vị vua đại quy lực có thể gần thôi bốn miệng bằng một phương pháp trị vì rất là khôn ngoan và đầy phấn đấu. Thế nhưng thứ gì là vị vua đó nếu sau khi thân khỏi bản chân là do cái phước của một vị minh quân trị quốc đúng pháp thì mình đã có thể sanh lành thiên giới, tức là sanh lành một vị thiên ở trên của trời. Thế nhưng chúng ta nói xa hơn nữa là một đời làm vua chăm sóc cho tâm nhân tạo nhiều phước báo như vậy sinh ra cõi trời hưởng nhiều quả vị thù tâm. Nhưng mà rồi sao làm sao đến như thế nào trở đây Đức Phật này cho chúng ta thấy rằng rất có khả năng là vĩnh đáng chúng ta hưởng thụ rất là nhiều thiên lạc vì nó sẽ sinh vào cõi khổ. Thứ gì trong lúc đó thì một vị thánh tu đạo hồn một vị thánh tu đạo hồn là hình ảnh là Đức Phật này đề cập nhiều đến ở trong kinh điển là một người đã đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến và nghi với cảnh thù nói một cách dễ hiểu là vị này là vị đã có một lần thực sự nếm được hương vị của chánh pháp tức là thấy được Niết Bàn. Nói chỉ dễ hiểu là vị thánh tu đạo hồn là vị nếu có linh hồn nhiều lắm là bảy kiếp ở trong cõi dục lớn. Nói chỉ dễ hiểu thì vị thánh tu đạo hồn là vị thành tựu lần tinh bất thối đối với tam bảo không bao giờ sinh mục khổ thứ để chắc chắn sẽ đạt vấn đề đó. Những thành các sức tự niềm tin bất động và có thể đó là một con người không phải nổi tiếng như các cô độc giàu có như bộ sa khan hay là nhiều nguy hiểm như vô bình sao vương mà có thể là một thầy cơ rất giản dị có thể là một cư sĩ và ít có người biết đến. Nếu mà vấn đề là vị thánh tu đạo hồn thì Đức Phật ngài vẫn khẳng định một điều rằng một người có quá vị tu đạo hồn như vậy làm được cái niềm tin bất động nên tam bảo thì vì đó không thể sanh vào khổ khổ vì nó chắc chắn sẽ được giải thoát. Và tất cả những thứ đáng nguyên thiên ở trong đời này đều không thể so sánh được. Chính vì xin mượn những Phật tử là trong cái cuộc đời
để khuyết cho người sinh pháp. Nếu như sư có trả lời công sinh được, xin vui vì bác quý cho chúng tôi hơn, chúng tôi sẽ ngưng lại. Đây là thần như sư thì không. Chúng tôi có nghe được một người kể một câu chuyện cũng hao hao gần với chuyện mà chúng tôi đang kể cái gì nghe được, nhưng mà nó là câu chuyện của thế giới hôm nay. Vì đó ngày xưa ở Việt Nam đó, thì làm một nhiều việc nhiều buôn bán, nhưng mà tới cái thời sau 75 á thì không được buôn bán, hầu hết là bất hợp pháp. Nhưng mà bị người lại giàu là tại vì đôi khi nó gặp đúng lúc đúng thời, có những nơi làm ăn lớn, tiền bạc thì rất là nhiều, thậm chí là đến không hết. Rồi sau đó thì nó buôn qua bên Mỹ, thì ở bên đó thì đều lại có cái cuộc sống tương đối là dễ dàng hết. Nếu mà tỷ này ngồi so sánh lại, nếu mà mình là giàu có thì như mặt bạn, nhưng mà sống ở trong một cái xã hội không ổn định, không biết là tương lai của mình ngày mai ra sao. Bây giờ làm nhiều tiền thật, nhưng mà cái nồi bắp bên vô định đó thì thật sự không an lạc. Bây giờ bị mình sống cuộc sống tương đối là khiêm tốn hơn mình xưa rất nhiều, nhưng mà cuộc sống ổn định. Và bị mình nói ít nhất là ở tuổi các vị này thì có được Medicare, bảo hiểm y tế của chính phủ, và cũng có đồng lương tương đối là chi dụng hàng tháng, và như vậy có thể thẳng thơi đi chùa. Thì thứ gì chúng tôi thực sự không rõ là cái chi tiết mà bị nó nói về đời sống như thế nào, nhưng mà có một điều mà chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là hình ảnh đó nó là một cái ví dụ rất gần cái điều mà chúng ta đọc ở trong kinh ở đây. Thì chính vì một vị tu đạo hơn, từ khi hình ảnh rất không có rực rỡ, không có cao sang, không có vĩ đại như một vị vua chủ nguyên thánh phương. Nói gì đến chủ nguyên thánh phương, nếu chúng ta đi đâu mà gặp những người gọi là yếu nhân, họ đi xe thì có người hộ tống, họ làm việc thì có người ăn cái ở, thì thực sự là đói khổ. Thậm chí như chúng tôi đang ở Thái Lan ở đây mà đi gặp ngài cả chùa ngày hôm qua, ngài cả chùa thôi vừa phái đoàn về thân làng của ngài. Chúng tôi thấy khi ngài về tới tỉnh Sư Phan quê của ngài đó, thì khi mà ngài đi lại đó, ngài có cái phong độ của một vị trưởng lão, của một người có nhiều uy nghiệp và có địa vị cao trong xã hội, chính là một vị tu sĩ, một vị sư cả. Mà đã ngoài không như vậy rồi thì mới đúng một vị vua chủ nhân vua. Và cái điều này nó dễ làm cho chúng ta thấy hiểu như là đó là điều thực sự quan trọng hơn là chúng ta xin hỏi quý vị có cùng nghe chúng tôi nói chuyện không vậy? Có một vài vị sư thì chúng tôi nói là không nghe được, tôi biết mình cũng còn được đẹp hơn. Hơn là một tiền về tu đạo hồn thì chính pháp thể pháp, nhiều khi vì sống đời sống bị đó rất là âm thầm, rất là lặng lẽ như một ẩn sĩ trong rừng. Nhưng mà thứ gì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng khi mình luận định, mình đánh giá như vậy, mình dùng từ khía cạnh nào? Hồi trước tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhớ là khi mà về thăm bên nội, nhìn thấy con của các chú các cô
thì đôi khi cũng cảm thấy khổ một sự so sánh, tại vì thân phụ của chúng tôi đi quân đội và không có nhiều tiền bạc, tôi đến nhà nghèo, mà đôi khi về với các chú em của thân phụ thì nhà cao cửa rộng, nhưng mà có nhiều chúng tôi không có nhận ra là con của các chú thì chỉ lo đi học đi chơi, nhưng mà rất ít khi được hấp thụ những giá trị về đạo giáo. Ta biết đó thì thân phụ của chúng tôi thì như vậy, chứ nhiều nhưng mà thân mật. Và có một lần thơ mẫu của chúng tôi nhắc rằng một điều mà cha mẹ cần để lại cho con đó là làm thế nào khiến cho con biết quý trọng sách vở, biết quý trọng lời dạy của thánh hiền, chứ không phải chỉ có hình thức ở bên ngoài. Thứ nhất thì nhiều chúng tôi không có tin tưởng lắm về lời nói này, và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là đó là một câu nói an ủi. Nhưng mà sau này nhiều năm sống ở xứ lạ quê người, tôi tiếp xúc với nhiều người khác nhau, thì chúng tôi muốn từ từ cảm thấy thấm thía một điều là hồi mình còn nhỏ đó, nếu cha mẹ mình cho mình rất là nhiều tiền, nếu chúng tôi nghĩ thì nó không chắc là tốt hơn người cha mẹ có thể dạy cho mình làm thế nào biết suy nghĩ, không những chỉ biết suy nghĩ mà còn biết có thể đặt lại những giá trị sâu kín của đời sống này, mà không phải qua cái nhìn, cái lăng kính của cái xã hội bình thường. Thế thì những ngày qua chúng tôi có mặt ở tại Bangkok, rồi những ngày hôm nay cũng phải đi thuyền ở trên đồng chân Jaffia với phái đoàn, chúng tôi sẽ nhìn thấy một hình ảnh của một thủ đô rất là phát triển về đường xã, về chợ. Và chúng tôi cũng cần về xem là những bức họa ở trong quách tá kéo, tức là chùa Phật Ngọc, ở trên đó minh họa về hình ảnh của Bangkok cách đây 150 năm. Thì chú ý vì hai hình ảnh nó thật sự rất là tương phản. Một hình ảnh của một thời mà rất sạch đẹp là cái vi linh cao nhất ở trong thành phố Bangkok, mà nhìn từ xa đó thì ngoài hoàng cung ra thì những gì gọi là đáng chú ý và đẹp của Bangkok 150 năm trước là truyền diệt. Bây giờ thật ra những mái chùa vẫn còn đó, nhưng những cao ốc, những dinh thự, những cơ sở thương mại đã bọc được cao lên của tương đối là thấp so với hình ảnh khác. Cái nhìn từ tỉnh cao xuống đã thay đổi nhiều, mà không phải là chúng ta là người nên sống với quá khứ, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng trong những thành công về kinh tế, trong những biến chuyển của xã hội, không nhất thiết là cái gì cao, cái gì lớn, cái gì rộng, cái gì sâu nổi, cái gì nổi bật đó là điều tốt. Chúng ta cũng có những nỗi bất đắc, mà rồi có những cái tương đối rất là thành kính, tương đối rất là nhẹ nhàng, nhưng mà lại được đánh giá rất cao bởi các bậc thánh trong một giờ thôi. Cũng như cậu Cala con cấp cô độc, khi mà ông cấp cô độc khuyến khích đứa con trai đi chùa nghe Phật thuyết pháp, thì ông mới dặn rằng hãy Đức Phật dạy một điều, nhớ một điều rồi thì ông sẽ cho tiền. Và thứ gì vì thần thông của Đức Phật
Còn cái ra không thể nhớ lời Đức Phật dạy bằng cách học thuộc lòng. Và do đó chàng thanh niên hiếu thắng này đã tập trung lên phần lắng nghe Đức Phật thuyết pháp thật điển và hiểu được đạo lý của Đức Phật thuyết pháp và tạo ra một vị thánh tu đạt được. Ngày hôm sau thì Thế Phật đến nhà Tây Tăng cung cấp cô độc. Trước mặt Đức Thế Tôn đã hỏi những con trai của mình, con đã nhớ được gì? Cũng có lẽ im lặng đến thật. Và Đức Phật đã trả lời, và câu trả lời của Ngài rất đẹp. Ngài nói rằng Ca La thật sự không cần những tiền bạc đó. Kết quả bị tu đồ hồn đối với Ca La cao quý hơn là ngôi vị chủ nhân thánh cực. Nó là một chi tiết khác, một sự so sánh khác. Và thứ thì rất là hoan hỷ là những nhiều siêu người pháp đã trở lại. Bây giờ thì xin được thỉnh nhiên sinh lưu pháp tiếp tục cho bài giảng hôm nay. Thỉnh nhiên sinh lưu pháp. Namavataya, con kính lễ sư trưởng Tường Cò Dạch Đẳng cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa quý Phật tử. Và hồi nãy giờ con bị trục trặc là con đang cần mít á, thì họ bắt mình phải động phone talk. Con động xong rồi con đi trở lại, trở hồi không được, con được restart lại máy cũng không được. Và con được biết rằng không phải chỉ một mình con mà hôm nay rất nhiều người bị trục trặc như vậy, tức là muốn vào phone talk không được. Dạ, và con được biết là hiện giờ Đại Đức Phật Đăng và Đại Đức Phật Tiệm cũng bị cũng bị là người ta mời ra, người ta không cho vào. Cho nên con còn nhất đây mà con không biết chút nữa là có bị động hay không. Thành ra nếu như mà con thực hiện thì con chiên từng tòa giặc đẳng đã giúp cho con đường viết trong trong khi mà con bị trục trặc. Mà nếu như lạc nữa mà con bị trục trặc nữa thì chắc là cũng phải phiền thường tòa giúp giùm. Bởi vì hôm nay không hiểu là cái kỹ thuật ra sao mà ai cũng gặp khó khăn cả. Và hồi nãy khi con đã nói tới đoàn là một vị chuyện luân pháp, một vị về chuyện luân hạnh vương, đó là người mà có được phước báo thù thắng nhất ở trong cõi người. Và rồi sau đó đó, vì chuyện luân hạnh vương này mà nếu như ở vị đó tu tập và thực hành thiền pháp rồi được sinh lên các cõi trời dục giới thì phước báo còn cao, còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả phước báo của các vị như là phước báo của cõi trời dục giới thì còn cao thâm thẳng hơn phước báo của cõi người. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng đó, dù cho một người mà được sinh lên cõi trời tam thập tam thiên rồi được thiên nữ hầu hạ xung quanh, rồi được bao nhiêu những cái thứ thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc vân vân, nhưng mà nếu như mà so sánh tất cả những cái thứ, tất cả những cái ngũ dục mà đều được đầy đủ như vậy, nhưng mà nếu như vì đó không có được đầy đủ bổn pháp á, bổn pháp thì bổn pháp mà Đức Phật nêu lên ở đây tức là bổn nguyện tinh thanh tịnh hay là bổn nguyện tinh bất hoại mà một vị bậc thánh nhập lưu đạt được, thì vì đó mặc dù bây giờ sống rất là sung sướng như vậy nhưng mà vẫn còn như là một cái án treo. Mình có thể dùng một cái từ đó, tức là mình sống bây giờ mình thù hưởng dục lạc như vậy nhưng mà mình vẫn còn cái án treo, là bởi vì chưa giải thoát được khỏi địa ngục, chưa giải thoát khỏi phải sanh vào đàng sanh, chưa giải thoát khỏi phải sanh vào ngạ quỷ, hay là chưa có thoát khỏi phải sanh vào địa ngục đọa xứ. Thì đây là một cái điều mà mình thấy rằng đó, đây như là một người bằng chẳng hạn như mình đang sống ở trong cõi người, mình đang có thụ hưởng những cái hạnh phúc của cõi người, chẳng hạn mình có được nhà đẹp, mình có được xe tốt, mình có áo quần ấm áp, mình có được cơm ngon, tất cả những cái thứ mà mình cần có mình đều có cả, thì có người cho rằng sống như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà vật chất thì khi mà mình thấy vật chất đầy đủ như vậy thì thật ra đó, lấy cả cái vật chất đầy đủ đó, không ai mà có thể mà bảo đảm rằng đó mình có thể êm ấm, mình có thể mà an vui được suốt đời. Bởi vì ngay cả những cái nước
mà họ có tiến bộ mấy đi nữa đó, thì nguy cơ chiến tranh vẫn có thể xảy ra, nguy cơ của thiên tai, bạo lụt, hạn hán vẫn có thể xảy ra. Rồi bây giờ thì không những thiên tai mà nhân tai, những cái nạn khủng bố, những cái nạn mà phải là bị bắn giết, chém giết, có khi là vô tội, và có khi mình đi ngoài đường đó mà bị đạn lạc, hay là xe tông, hay là những cái tai nạn thảm sát mà xảy ra đó, mình vẫn có thể là nạn nhân. Cho nên là những cái bất toàn đó, nó vẫn còn bay bùa xung quanh cái đời sống của mình. Rồi đó là về mặt vật chất. Bây giờ nói về cái đời sống tinh thần đó, thì trong cái đời sống tinh thần, khi mà mình đang còn bao nhiêu là hoài nghi, mình còn những cái tà kiến, mình chưa có cái niềm tin mà thanh tịnh đó, mình sống mà có khi là dao động, có khi là mình nghi ngờ, có khi là mình tham lam sân hận, thì tất cả những cái phiền não đó đó, không hiếm có một cái người nào mà có thể tự tin nói rằng là mình sống cái đời sống hoàn toàn thanh tịnh, mình không có buồn phiền, mình không có lo âu, mình không có sợ hãi. Thành ra tất cả những cái điều bất toàn ở trong cuộc sống đó là nó bao vây cái cuộc sống của con người. Thì không những rồi mình nghĩ rằng là có thể của đời sống của con người thì đau khổ, có thể mình sinh lên cõi trời thì sẽ sung sướng hơn. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng là dù cho cái vị đó mà được cuộc lên tới cõi trời 33, tức là cái cõi trời mà cao ở trong dục giới đó, rồi được thiên nữ bao vây hay được cung cấp đầy đủ mọi thứ ngũ dục đi nữa đó, thì vì đó đó vẫn không có phải là một cái người mà sống mà hoàn toàn đạt tới cái sự hạnh phúc rốt ráo, bởi vì vẫn chưa có giải thoát khỏi bốn đường ác đạo. Thì vì sao mà vì mà chưa có thoát khỏi bốn đường ác đạo là bởi vì vì này đó, bởi tuy là chư thiên, mà chư thiên ở trong cõi dục giới đó là họ chỉ do những cái phước báo hữu lậu, mà chẳng hạn như họ có một cái sự bố thí, họ có sự cúng dường, họ có sự giữ giới, nhưng mà chưa tới cái mức mà chứng đắc đạo quả, thì những cái phước báo này vẫn còn là cái phước báo mà họ thọ hưởng trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và sau khi cái phước báo đó mà hết rồi đó, thì mình thấy rằng á, mình gây trong một ngày đó, thì trong một cái đời sống chẳng hạn, thì cái phước báo hay là mà mình tạo ra, thì cũng như những cái tội lỗi mình tạo ra đó, nếu như mà mình một người mà mình ngồi mình so sánh xem đó, nếu như mình không có chiều nhiếp tâm tu niệm, thì hình như tội lỗi có thể có nhiều hơn là phước báo. Bởi vì phước báo đó, từ khi vì thấy phước báo nó chỉ phát sinh khi mình phải có niềm tin, mình phải có chánh niệm tỉnh giác, phải có trí tuệ, phải có tinh tấn, phải có cái sự nỗ lực tu hành, phải có luôn luôn sống mà có cái sự tỉnh thức và biết, hoặc là có tâm từ tâm bi, mình phải có những cái thiền pháp trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu như một người sống mà không có nỗ lực tu tập đó, thì mình sống mình chỉ ưa hưởng thụ thôi. Và đặc biệt đó là những người mà càng giàu có thì cái mức độ mà thích hưởng thụ của họ càng nhiều hơn nữa. Họ sinh ra là họ thấy có nhiều thứ để mình ưa thích, để mình vui chơi quá. Như thời bây giờ mình thấy có rất là nhiều nơi để đi chơi, Disneyland hay là Hollywood, hay là mình đi chơi ở những cái khu vui chơi giải trí, những cái công viên. Thì khi mình vào đó chơi thì hoàn toàn là mình chỉ chạy theo những cái giác quan mắt, phải thấy cho được nhiều cảnh đẹp, tai phải nghe thật nhiều là âm thanh lạ, phải có được nhiều cảm xúc mới mẻ, cảm giác thiệt là mạnh. Thì suốt những cái thời gian mà mình hưởng thụ đó là mình sống ở trong tham ái, mình sống ở trong cái sự buông thả phóng túng. Thì như vậy đó là mình sống ở trong dục lạc, thì là những bất thiện pháp. Mà mình thích như vậy và mình lại có điều kiện để thụ hưởng như vậy càng nhiều đó, thì rõ ràng rằng là mình tạo ra những cái bất thiện pháp ngày càng nhiều hơn. Mà những người mà tạo bất thiện pháp nhiều, mà trong khi thiện pháp mà ít đó, thì mình sẽ thấy khi mình hiểu những quả nghiệp báo, thì mình thấy rằng cái phước báo mình tạo ra nó cũng có cái số lượng nhất định, mà cái tội lỗi mình tạo ra cũng đã có một cái số lượng nào đó. Mà khi mình chỉ muốn thụ hưởng dục lạc thôi, mình chỉ thụ hưởng càng nhiều càng tốt đó, thì cái phước báo của mình thì cái đến lúc nó sẽ kết thúc, thì cái khi đó cái ác nghiệp nó sẽ trổ sanh. Và như vậy thì có những người là khi mà họ hết phước của cõi trời đó, thì họ đoàn ngay vào cái cõi ác xứ địa ngục đó, thì rất là đau khổ. Thì
Bên thầy chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản là một người con nhà giàu sinh ra được sinh trưởng trong một cái gia đình giàu có. Cha mẹ nó mất đi để lại cho họ một cái tài sản rất là kích xù. Có người nghĩ rằng có thể mà sống cả đời mà không cần đi làm, mà chỉ cần ngồi chơi không cũng không sao, cũng không hết. Nhưng mà người nghĩ như người này không muốn, không biết làm ăn, không biết cách để mà duy trì tài sản đó, thì mà lại càng phá tán, rồi tiêu tiền mà không có suy nghĩ và nóng cuồng đó, thì biết có khi người ta chỉ tiêu xài tài sản cha mẹ làm ra cả đời cực khổ đó, họ chỉ tiêu xài trong 5-10 năm, và khi mà hết tiền rồi đó thì trở thành trắng tay, có người còn phải trở thành người đi ăn xin, đi nhờ vả người khác nữa. Mà chuyện đó mình thấy rất là nhiều ở trong cái thực tế ở bên ngoài. Đó là bởi vì cái phước mà mình không có biết, mình trong khi mà mình hưởng phước đó, mà mình không biết tạo thêm công đức, thì cái phước của mình nó bị tiêu hoài hết. Và cái ác nghiệp đó, khi mà nó trổ ra rồi thì mình không thể trốn đâu cho khỏi cả. Là như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở rằng đó, một người mà dù họ sống và sung sướng ở trên cõi trời, nhưng mà nếu như người này mà họ chưa có tu tập để họ diệt bớt những cái bất thiện pháp, diệt bớt những cái phiền não đó, thì họ vẫn có nguy cơ, vẫn còn sẽ bị đọa lạc. Bởi vì cứ càng sống vào cái cảnh cõi quái trời mà càng có cái cơ hội để thọ hưởng dục lạc càng nhiều đó, thì càng có cái họ dễ bị tạo bất thiện pháp hơn. Và như vậy đó thì cái chuyện mà họ bị mà sẽ tương lai mà bị tái sanh vào Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì mình thấy rằng cái điều này nó rất là có thể xảy ra. Vậy thì đó, bên cạnh đó Ngài lại đưa ra hình ảnh của một vị tỳ kheo, một vị thánh đệ tử sống bằng cách là đi khất thực. Một cái bình bát, cứ buổi sáng ôm một cái bình bát đi từ đi vào trong làng trong xóm, ai cũng dương món gì thì dùng vật thực đó, dù là của người giàu họ cũng đồ ngon cũng vậy, mà tới người nghèo họ chỉ cũng củ khoai củ sẵn cũng vậy. Và sống qua ngày với cái tấm niềm rằng đó, mình không có tham đắm mùi ngon quý vị thơm, mà chỉ dùng cái vật thực đó để mà nuôi màng thôi. Thậm chí Đức Phật còn dạy một vị đệ tử đó, để mà tránh cái tâm mà tham ái khi thọ thực đó, còn phải có khi phải quán tưởng để mà nhàn chán vật thực. Giống như là một ngài đưa hình ảnh mà hai vợ chồng đi trong sa mạc, có đem theo một đứa con nhỏ, và vì đi trong sa mạc một đoạn đường quá dài và bị lạc, cho nên là không có thức ăn, không có nước uống, và cả ba người đó đều cùng sắp chết bởi vì đói, vì mệt, vì lạ. Thì sau đó đứa con chịu không nổi, đứa con đã chết đi. Thì hai vợ chồng đó nghĩ rằng bây giờ con thì cũng đã chết rồi đó, thì bây giờ là chị đành là phải xẻ thịt đứa con để mà ăn, để mà sống, để đi qua hết con đường đó, còn nếu không thì hai người cũng sẽ chết luôn. Thì Đức Phật Ngài đặt câu hỏi đó, khi mà hai vợ chồng đó mà họ phải ăn thịt con để mà đi, để mà sống, để mà lấy, để mà bảo trì cái mạng của họ, để mà đi hết cái cực sa mạc đó, đi đến cái nơi họ muốn đến đó, thì khi ăn như vậy họ có thể sống cái tâm thẳng thích được hay không, hay là ăn với cái tâm rất là nhàm chán, và ăn với cái tâm rằng là chỉ vì muốn cái thân này sống để tương lai có thể giúp cho cha mẹ, giúp cho con cái của những cái đứa con họ trong tương lai. Thì không thể nào mà người mà ăn vật thực như vậy mà với cái tâm mà ưa thích mà vị lạc được, mà với ăn lượng cái tâm rất là nhàm chán, thì có khi đó một vị mà tu tập đó, có khi cũng phải tập làm sao để mà mình không có ưa thích và khoáng lạc trong cái sự thọ hưởng vật thực, mà chỉ quán tưởng rằng thọ dùng vật thực như vậy đó chỉ để nuôi màng, để mà tu tập phạm hành, để mà diệt phiền não, để giải thoát giác ngộ cho chính mình, và để mà có thể hóa độ cho những chúng sanh hữu duyên. Thì một vị tỳ kheo đó, khi mà họ sống với cái hành thức thực như vậy, sống cái hành mà mỗi ngày khi mà thọ thực, khi mà thọ y phục, khi thọ thuốc men, khi chỗ ở đó, đều phải có một cái sự quán tưởng như vậy để chế ngự tâm tham ái. Rồi vị này đó, đắp y cũng vậy, đắp y là ở đây nói rằng là đắp y bằng lưỡi, đắp y nhiều tấm, tức là những cái tấm vải mà đi lường ở những cái nơi người ta vất đi đó.
có đi ra ngoài bãi tha ma ở nghĩa địa hay bên bờ sông mà có những cái miếng vải người ta cuộn tử thi rồi người ta vắt ra, thì hoặc là những cái miếng vải mà người ta lại dùng để băng bỏ người ta vắt ra thì lườm về rồi đi giặt, giặt xong rồi là phơi rồi xếp vuốt cho sạch sẽ, rồi á, cắt ra những cái miếng vuông vuông vức rồi may lại với nhau. Và khi may lại thì mỗi thứ mỗi màu khác nhau thì bắt đầu mình đi lấy vỏ cây để mà nhuộm cho nó cùng một màu, gọi là màu hoài sắc, để cho nó không cùng, không có những cái màu lộ chỗ khác nhau nữa. Thì như vậy đó, một vị tỳ kheo mà sống với cái hành khất thực như vậy, giáp y vẫn tạo như vậy, rồi vì ấy đó mà suốt ngày tức là tu tập chánh niệm tỉnh giác, tu tập tâm từ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi tu tập thiền định thiền quán, và vì ấy sống mà đến khi mà đạt được cái thành tựu đó, đạt được ít nhất là cái quả vị đầu tiên là quả vị nhập lưu, tức là hoàn toàn không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ nữa. Thì ít nhất đó, vì nay đã đạt được một cái mình có thể gọi rằng giống như một cái thứ insurance, tức là bảo một cái thứ bảo hiểm rằng là mình sẽ không còn bị đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, tức là bốn cõi khổ mình hay gọi là bốn ác đạo đó. Vì sao? Là bởi vì những cái phiền não mà những cái như là tà kiến hoài nghi, đặc biệt là tà kiến đó, là cái pháp mà khiến cho chúng sanh bị đọa lạc nhiều nhất. Vậy một người khi mà họ hiểu sai đó, thì họ hành động sai, mà họ hành động sai đó thì họ càng họ mà càng siêng năng chừng nào đó thì cái con đường đọa lạc của họ lại càng nhanh chóng hơn. Mà một người khi mà đã thấy có một cái nhìn rất là rõ ràng, đặc biệt đó là khi một người mà đã thấy pháp, tức là thấy được cái sự sanh diệt của các pháp, thấy rõ cái sự vận hành của các pháp như vậy, không còn có một cái một không còn biết rất rõ ngũ uẩn, chỉ là ngũ uẩn thôi, chỉ là các pháp danh sắc sinh diệt mà thôi, không còn cái gì là ta hay là của ta nữa. Khi mà một người mà thấy rõ như vậy, chẳng hạn như khi một vị mà chứng đắc quả nhập lưu, thì thường vị ấy hay thuộc lên một cái câu là giang kim chi sư mu đa gia tham mang sát băng tăng ni rô tha tham mang tít, tức là tất cả các pháp nào đó do nhân duyên mà sanh lên thì các pháp ấy cũng đều do nhân duyên mà diệt đi. Tức là hiểu rất là rõ tất cả các pháp là do nhân duyên hợp thành, không có cái gì là ta hay của ta, và mình không thể khống chế, mình không có một cái gì để mà mình bám víu vào đó cả, không có. Nó tất cả là các pháp vận hành thôi, bên trong bên ngoài hay là tâm linh hay là thể chất, thì tất cả đều theo cái quy luật như vậy đó. Thì một người mà đã thấy rõ bằng cái sự thực chứng, bằng cái trí tuệ của mình như vậy đó, thì vì đó chắc chắn rằng đó, sẽ không còn tà kiến. Và đặc biệt khi một người mà hiểu rõ về luật nhân quả nghiệp báo, tức là không có tin vào một cái chẳng thần linh nào mà ban phước giảng hòa cho mình, mà mình tin tất cả đều do nhân duyên nghiệp báo, do chính mình tạo ra đó, tin vào nghiệp và quả của nghiệp đó, thì chắc chắn đó, vì này họ sẽ không có làm sai và ưa thích trong cái việc làm. Họ có thể đó là do từ một ít khi những cái lúc mà phỏng dật họ vẫn có thể tạo những cái bất thiện pháp, nhưng mà vì đó họ đã những cái bất thiện pháp này đó, vì là họ do tâm phỏng dật thôi, chứ không phải do cái sự tà kiến mà ưa thích trong những cái pháp bất thiện đó, cho nên đó họ không thể làm những cái ác cực trầm ác như là những cái người mà tà kiến nặng nề. Cho nên với cái sự mà đã diệt trừ được hoài nghi thân kiến và giới cấm thủ như vậy đó, thì họ đã đóng được cái cửa ngõ để không còn phải tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Và Đức Phật ngài nói rằng đó, sợ gì mà các vị thánh đệ tử, mặc dù là họ sống cái đời sống rất là kham khổ như vậy, nhưng mà đó họ sợ gì mà họ thoát khỏi được bốn đường ác đạo đó, đó là do bốn pháp họ đạt được. Thì bốn pháp này đó chính là lòng tin bất đồng, thứ nhất đó là lòng tin đối với Phật, thứ hai lòng tin bất đồng đối với pháp, thứ ba là lòng tin bất đồng đối với chúng ta, và thứ tư là vì ấy thành tựu được giới đức, mà giới này đó họ thành tựu một cách rất là tròn vẹn, không bị phá hoại, không bị đấm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm. Và
Thì như vậy đó, bốn niềm tin này mình có thể nói tóm tắt là niềm tin đối với Phật, pháp, tăng và giới, thường thường được gọi bằng một cái tên là tứ bất hoại tín, là bốn niềm tin bất hoại. Vì sao bốn niềm tin này đó mà được gọi là bất hoại? Bởi vì niềm tin của vị này á rất là vững vàng, do vị này đã đoàn tận được hoài nghi. Mình có thể nói rằng là mình rất là tin Phật, mình tin Phật, nhưng mà có những người đó tin Phật bằng một cái niềm tin đó, rất là trừu tượng và rất là mơ hồ. Chẳng hạn như họ tin Đức Phật là một cái đấng toàn năng, cho nên là ngài có thể, mình xin gì ngài cũng có thể cho mình được hết. Bây giờ mình muốn đi thì tới thắp hương, tới thần phải trước Đức Phật á, thì ngài cho rồi, mình nguyện ngài mà cho rồi thì con cạo đầu, con ăn chay bao nhiêu tháng đó. Thì như vậy cái niềm tin đó là cái niềm tin mà Đức Phật ngài không có bảo chứng. Ngài không bao giờ nói rằng ai mà muốn xin ngài cái gì thì tới xin cả. Ngài chỉ nói rằng ngài là bậc đạo sư chỉ đường, và ngài chỉ bảo đảm rằng đó, con đường ngài đi qua đó là con đường đưa đến cái sự thanh tịnh giải thoát. Cho nên là ngài không có giấu diếm một cái pháp nào cả, tất cả những pháp nào cần thực hành để đi đến con đường thanh tịnh giải thoát như ngài đó thì ngài đã chỉ ra. Và ngài chỉ bảo đảm rằng nếu như thực hành đúng như lời ngài dạy thì những vị đệ tử của ngài cũng thành tựu được y như ngài đã thành tựu. Thì ngài chỉ như vậy đó, ngài là người đã chữa được bệnh, biết được vị thuốc và chỉ cho mình cái vị thuốc đó. Bây giờ quan trọng là mình có uống thuốc hay không. Thì mình nếu như mình chịu uống thuốc thì bệnh của mình mới lành. Cho ngài không thể nói rằng là mình không uống thuốc, ngài vẫn dùng cái phép lạ để cho mình lành bệnh được. Cho nên khi mình niềm tin đối với Đức Phật á, mình phải hiểu rằng khi mà một người niềm tin mà tin đúng cách á, mình phải hiểu rằng Đức Phật là người như thế nào, ngài có thể làm được gì cho mình, và mình học được gì ở ngài, hay là mình có thể có được những cái lợi ích gì trong việc quy y Phật, tin tưởng vào Đức Phật. Chứ còn có những người mà khi mà họ tin rằng chỉ việc đi theo ngày nào cứ mỗi ngày cứ bao nhiêu thời lễ bái như vậy đó thì đủ rồi đó, thì chắc chắn như vậy thì không có đủ. Bởi vì ngài nói rằng đó, cách mà cũng như ngài mà cao thượng nhất không phải là cũng hương cũng hoa cũng đen, mà cách cũng như ngài cao thượng phải là thực hành pháp mà ngài dạy. Mà pháp ngài dạy đó có thể tóm tắt ở trong giới định tuệ hay trong bát chánh đạo. Mà nếu như mà mình mỗi ngày mình chỉ thắp hương cũng vậy thôi thì không thể nói rằng mình thực hành bát chánh đạo một cách trọn vẹn được. Cho nên khi mà mình có niềm tin bất hoại đối với Đức Phật, tức là phải tin một cách rất là xác đáng Đức Phật là người như thế nào, ngài là bậc có những cái đức, những cái ân đức, như là ngài là bậc Thế Tôn, ngài là bậc Phà A La Hán, ứng cũng chánh biện trí minh hành túc vân vân. Thì mỗi lần mà mình đọc lên một cái ân đức ấy, của Đức Phật á, thì mình phải hiểu vì sao ngài có ân đức như vậy. Chẳng hạn như minh hành túc, vì sao ngài được gọi là bậc minh hành túc? Minh tức là sáng, tức là trí tuệ, hành tức là đức hành, là giới đức. Một người mà đầy đủ cả đức hành và trí tuệ thì được gọi là bậc minh hành túc. Và như vậy một người mà hoàn toàn trí tuệ là viên minh và đức hành trong sáng như vậy đó, thì rõ ràng là một cái vị đảng làm thầy của mình. Thì khi mà mình đã có một vị thầy như vậy rồi, mà giả sử như có một người nào họ tới họ hủy bản Đức Phật, họ chê bai Đức Phật và họ khuyên mình rằng đừng có tin Đức Phật á, thì không thể nào mà mình nghe những người đó được. Vì mình đã hiểu rất rõ ân đức của một vị Phật, mình đã từng đọc kinh Phật, mình đã từng nghe những mẫu chuyện tiền thân, mình đã hiểu rất rõ đó. Thì và đặc biệt với những người mà đã diệt được từ lắm sở hoài nghi rồi, không còn hoài nghi gì nữa đó, thì chắc chắn cái niềm tin này được gọi là niềm tin bất hoại. Và khi một người mà có một cái niềm tin bất hoại đối với Đức Phật như vậy đó, thì không phải kiếp này, chẳng hạn như một vị mà đã chứng đắc được quả nhập lưu đó, thì khi mà họ còn tái sanh trở lại đi nữa đó, họ sanh vào trong một kiếp sống mới đó, là họ mặc dù họ chưa có biết Đức Phật là ai, nhưng mà họ vẫn có một cái khả năng, bởi vì họ đã diệt hết cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi. Cho nên có khi mà nghe những cái chuyện tà kiến sai lầm, họ biết rằng đây là tà kiến sai lầm. Và khi mà họ nghe tới, họ nghe tới danh hiệu một vị Phật và họ biết Đức Phật là vì như vậy, thì niềm tin của họ sẽ phát sinh một cách rất là tự nhiên và rất là mạnh mẽ. Thì như vậy gọi là niềm tin bất hoại. Giả sử như bây giờ quý vị thấy rằng ngày xưa khi mà mình mới học hỏi một ít á, mình cái sự hiểu của mình còn mơ hồ đó, có khi mình còn dao động. Chẳng hạn như mình tin một vị, có khi mình nghe vì thần này, vì thằng kia,
thì có khi mình cũng cũng tới cũng lầy cũng vãi. Rồi mình nghĩ à, Đức Phật cũng vậy, thánh cũng vậy, như vậy đó là cái niềm tin của mình nó rất là lung lay, rất là mơ hồ. Còn những người mà họ biết được cái giá trị của Đức Phật so với những chúng sanh khác ra sao đó, thì chắc chắn cái niềm tin của họ đối với Phật nó rất là trọn vẹn. Thì đó là một cái thứ, một cái pháp. Nếu như một người mà có được niềm tin đối với Đức Phật như vậy đó, họ học được rất nhiều từ cuộc đời của Ngài, và họ do cái việc học học từ cuộc đời của Ngài và áp dụng vào cái đời sống của chính mình đó, đó là một cái thứ tài sản rất là to lớn. Một cái tài sản không những là tài sản tinh thần, mà nếu như mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình á, nó sẽ trở thành một phần của đời sống hàng ngày của mình. Tức là khi mà mình nghĩ rằng là làm sao mà mỗi ngày mình vẫn tập được những cái tánh mà sáng suốt thanh tịnh của Đức Phật, thì mình đã có được một cái niềm tin rất là vững vàng đối với Đức Phật rồi. Rồi thứ hai đó là niềm tin bất đồng đối với pháp. Pháp ở đây đó tức là những cái chân lý mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ được và Ngài đem Ngài diễn tải cho chúng ta, mà được ghi lại ở trong kinh điển. Thì kinh điển á, thì chỉ là những cái lời dạy của Đức Phật thôi, không phải mình học thuộc kinh điển tức là mình đã thấy pháp. Không, kinh điển á, mà bây giờ mình chỉ dừng lại trên cái mức độ ngôn ngữ thôi đó, thì chưa gọi là thấy pháp. Mà phải làm sao qua cái ngôn ngữ đó. Chẳng hạn như khi Đức Phật Ngài diễn tả bài kinh Tự Niệm Xứ, Ngài nói rằng là bây giờ đây là bốn cái nơi để mà mình có thể thực tập chánh niệm, đó là thân thọ tâm pháp. Niệm thân á, là gồm có những cái như thế nào, phải ngồi xuống tìm một cái nhà trống, một gốc cây, rồi bắt đầu an trụ niệm trước mặt, bắt đầu quan sát hơi thở vào hơi thở ra, rồi để làm sao để mà thấy được cái sự sinh diệt của mỗi hơi thở. Thì như vậy thì mình đọc cái bài kinh là mình ngồi mình đọc là cả, nhưng sau đó đó mình phải tự động ngồi xuống, mình phải quan sát cái hơi thở như vậy, để làm sao mình cũng thấy được cái sự sinh diệt của hơi thở như vậy, rồi mình cũng thấy được cái tam tánh vô thường khổ vô ngã của các pháp ngay nơi chính mình đó. Thì khi đó mình mới gọi là người thấy pháp được. Pháp đó là pháp thực thiết thực hiện tiên, mỗi người trí tự mình chứng ngộ, chứ không phải á là chỉ do mình tưởng tượng mà ra, cũng không phải là do Đức Phật như mô tả rồi mình ngồi đó mà mình nghe rồi mình nghĩ rằng mình thấy, mà phải là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian và hiệu năng hưởng thượng tỷ giả thân chứng. Một người khi mà họ mà thực hành được pháp như vậy đó, thì chắc chắn là họ sẽ được nâng lên rất là nhiều. Trước đây mình rất là tham lam, bây giờ mình bớt tham. Trước đây mình sân nhiều, bây giờ mình bớt sân. Trước đây mình ngạ mạn nhiều, bây giờ mình bớt ngạ mạn. Người mà thực tập mà thấy pháp chân nào đó, thì họ nếm được cái hương vị của pháp bảo đó, thì họ càng tin tưởng vào pháp của Đức Phật. Và cái người mà đến khi nó họ thực hành mà đến nỗi mà tất cả giáo pháp của Đức Phật nó đều thấm nhuần cả, pháp nào Đức Phật nói ra đó họ đều chứng nghiệm được pháp đó, thì chắc chắn cái niềm tin của họ đối với Đức Phật không thể nào mà ai mà có thể phá hoại được. Ví dụ như mình chưa biết được các tầng thiền, mình nghe nói về tử thiền bạc định, mình chưa biết được các loại thân thông, thì mình còn có một cái sự hoài nghi không biết có phải vậy hay không. Nhưng mà giả sử một người họ đã chứng được các tầng thiền đó rồi, họ chứng được luôn cả các thân thống đó đó, thì bây giờ không ai có thể tới mà bác bỏ nói rằng đó chỉ là những điều tưởng tượng, không ai có thể bác bỏ nói rằng đó là những cái điều phỉnh phờ, mà vì họ đã từng trải nghiệm qua một cách rất là rõ ràng. Thì bây giờ đã cứ tùy theo mỗi người thực hành tới chứng được chứng nào đó, thì niềm tin của họ đối với Phật nó càng vững chắc trên đó. Quý vị thấy rằng là ở nơi chính mình cũng cảm nhận được cái niềm tin đối với pháp bảo của mình á, là nó tỷ lệ thuận với cái sự tu tập và sự chứng nghiệm ở trong cũng bản thân mình. Nếu như trước đây mình chưa giữ giới thì mình chưa có biết được cái năng lực của giới. Bây giờ mình giữ giới thì mình biết được năng lực của giới, nó có cái năng lực phòng ngừa và nó giúp đỡ cho cái tâm của mình được bình tĩnh như thế nào. Rồi khi mình học được năng lực định á, mình có vào mình thực hành thiền định á, mình được biết được á, khi một người mà biết chế ngự tâm đó, thì cái tâm của họ sẽ được an tịnh như thế nào, họ sẽ thấy rất rõ. Và khi một người hành thiền tuệ đó, họ thấy cái trí tuệ mình bây giờ nó bén nhạy hơn và có thể thấy được tất cả các cái pháp ngay trong hiện tại đó, thì họ bây giờ cái mức độ thấy càng nhiều đó, thì cái niềm tin của họ nó càng cao hơn. Cho nên niềm tin mà đối với pháp đó, mà trở nên càng bất đồng thì là với những người mà đã thấy pháp hoàn toàn. Rồi niềm tin đối với tăng cũng vậy. Tăng ở đây nên được hiểu đó, đó là các
tăng ở có hai nghĩa. Thứ nhất tức là những vị thánh tăng, những vị đã chứng đắc đạo của gồm bốn đối tám chứng, tức là những vị đắc từ tu đà hoàng, tu đà hoàng đạo, tu đà hàm quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả và a la hàm đạo, a la hàm quả, gọi là bốn đối và tám chúng. Thì dù là những cái vị tài gia tu sĩ, mà nếu như họ đã là một vị thánh thánh nhân đó, thì họ cũng được xếp vào cái hàng là Savakasangha, tức là những người do nghe pháp mà thành tựu chứng đắc đạo quả. Và thứ hai đó, cũng có tăng được hiểu là đoàn thể của những người xuất gia và giữ giới sống chung với nhau để mà thực hành giáo pháp và để hướng dẫn cho những người tài gia cư sĩ. Thì khi mà mình quy y tăng, và tức là mình nương dựa vào chữ tăng, thì bây giờ đó làm sao để mình có cái niềm tin đối với tăng? Bởi vì thầy giáo sau này đó thì có nhiều người nghĩ rằng là Đức Phật thì mình tin được, giáo pháp thì mình tin được, nhưng mà chữ tăng đó thì có người tu đàng hoàng, có người tu không đàng hoàng, làm sao mà kia mình tu mình tin tăng hết được? Thật sự ra đó, khi mình nói rằng là mình tin chữ tăng, là mình tin từng cá nhân như vậy đó, thì mình tin vào tự mình tuyển lựa từng cá nhân để mình tin đó, thì cái chuyện cái niềm tin của mình có thể đúng và có thể sai. Bởi vì tăng á, thì thời xưa thời Đức Phật á, thì thánh tăng rất là nhiều, nhưng mà ngay cả khi Đức Phật tài thế và khoảng thời gian sau khi mà thật Phật pháp bắt đầu thịnh hành đó, thì có nhiều người họ xuất gia tu tập chỉ vì mục đích là vào trong đạo á, dễ kiếm sống hơn. Còn rằng là họ đi làm cả ngày quần quật mà có khi không đủ cơm áo mà mặc, trong khi thấy các vị sư đó mỗi buổi sáng chỉ cần ôm bình bát đi khất thực thôi thì họ đã có đủ ăn cho một ngày, cho nên họ xuất gia để kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Thì ngay thời Đức Phật và sau Đức Phật chỉ một vài trăm năm cũng đã xảy ra cái hiện tượng như vậy. Thì những người đó họ chỉ có hình tượng xuất gia, chứ họ không có cái nội tâm xuất gia. Còn khi mà đã nói là tăng bảo, tức là những người đang tu tập, đang trên con đường tu tập, những người có ý chí tu tập để mà giác ngộ và giải thoát, thì bây giờ đó mình nên tìm tới những cái người nào mà mình biết rằng họ đang có chỉ hướng tu tập, họ ở bên cạnh họ mình học hỏi được một vài điều gì đó, ở bên cạnh họ mình có được cái môi trường tu tập, có cái năng lực tu tập, và mình có được một cái sự đồng viên khuyến khích. Mặc dù có thể người đó là cư sĩ, có người thể người đó là tu sĩ, nhưng mà mình hình thành một cái tăng thân, tức là một cái tập thể của những người mà tu tập trên một con đường cùng học giáo pháp của Đức Phật, cùng tu tập để đi đến cái giải thoát giác ngộ. Mình đến với nhau để mình chia sẻ, mình học hỏi, và mình biết rằng như vậy tăng là đoàn thể của những người cùng tu tập để tiến đến cái trên cái đạo lộ giải thoát và giác ngộ đó. Thì như vậy đó, mình không có phân biệt tăng hay tục, nam hay nữ, mà nếu như người nào có thực sự tu học đó, thì người đó vẫn có thể là thiền trí thức, là thiền hữu của mình, và mình có niềm tin vào người đó. Tức là khi mình gần gũi những người đó, mình sẽ có lời lạc rất là nhiều. Ngược lại, khi mình gần gũi những người không có đức tin, không có giới hành, không có tu tập đó, thì mình sẽ bị họ lôi kéo cái chuyện hưởng thụ dục lạc, mình bị họ rủ rê làm những cái bất thiện pháp. Cho nên đó, mình tìm tròn cho mình những cái tập thể có cái năng lực tu tập và có cái tác động tốt đến cái nội tâm của mình. Và khi đó thì khi mình có được cái niềm tin như vậy rồi đó, thì nó sẽ ủng hộ rất nhiều trên cái tiến trình tu tập của mình. Và cuối cùng là niềm tin bất đồng đối với giới. Giới là cái nền tảng căn bản của cái sự tu tập. Và nếu như một người mà không có thực hành giới hành, thì họ sẽ tạo ra bao nhiêu điều bất thiện. Giới là cái hàng rào để ngăn cản mình không có phạm vào những cái điều ác nghiệp về thân và khẩu. Mà quý vị thấy rằng đó, thân và khẩu tạo ra, nếu như mình không có giới đó, thì mình chẳng hạn như bây giờ mình là một người Phật tử, vì mình vào thọ tam quy và đức và chư tăng thiên, mình là dự ngụ giới, vì vậy cho nên từ đó trở đi đó mình nghĩ rằng không bao giờ mình sạch sanh. Nhờ mình có một tác ý giữ giới cho nên mình không bao giờ sạch sanh, vì vậy mình tránh được cái chuyện giết muỗi, giết ruồi, giết gà, giết vịt, và mình có thể tránh được rất là nhiều cái ác nghiệp. Rồi mình giữ giới là không có trộm cắp,
thì dù mình có ưa thích tới đâu đó, nhưng mà mình nghĩ rằng mình giữ giới thì thôi, không phải của mình không lấy. Thì cử tin từ chút một chút như vậy đó, quý vị thấy rằng cái việc giữ giới đó, giới chính là cái người cái bậc mà hộ trì cho mình, để cho mình không có tạo cái bất thiện nghiệp. Và những cái người nào mà thành tựu được về giới hành đó thì chính là người mà giới là cái pháp mà đưa cho mình, đem lại cho mình sự giải thoát. Cho nên cái giới Patimokkha của chư tăng nó được gọi là biệt biệt giải thoát, bởi vì chỉ cần giữ được một giới là giải thoát được một nghiệp ác, giữ được giới thứ hai giải thoát được cái nghiệp thứ hai, và cứ như vậy đó, giữ được chừng nào thì lời lạc giải thoát càng nhiều chừng đó. Thì khi mà mình có một cái tác ý là mình giữ giới như vậy đó, thì nó làm ngắn ngừa cho mình biết bao nhiêu là điều bất thiện, bao nhiêu là ác pháp. Và chính những cái ác pháp này họ là đưa cho mình đi đến cái đọa thủ ác xứ và địa ngục. Bây giờ mình đã ngắn được những cái giới bất thiện đó rồi đó, thì như vậy đó, rất là dễ đưa đến cái tâm của mình được an tịnh, được đưa đến thiền định, được đưa đến trí tuệ giải thoát vân vân. Thì như vậy Đức Phật ngài giảng qua xong rồi đó, thì ngài nói rằng nếu như vì nào mà thành tựu bốn pháp này rồi đó, thì ngài so sánh, ngài nói rằng đó, nếu như mà có sự lời đắc của bốn châu và so sánh với cái sự lời đắc của bốn pháp này đó, thì cái sự lời đắc của bốn châu đó nó không đáng giá bằng 1/16 của lời đắc bốn pháp. Bốn châu thiên hà thì quý vị biết rồi, như một mình một người mà có làm thống trị cả bốn châu thiên hà đó thì cũng chỉ để thù hưởng dục lạc mà thôi. Và thù hưởng dục lạc ấy chính là cái môi trường rất là dễ để mình đưa đến ác thủ nữa, đọa xứ nữa. Ngược lại đó, một người mà lời đắc được bốn pháp này, tức là bốn niềm tin bất hoại đối với Phật pháp tăng và giới đó, thì lại là đưa đến cho họ cái sự giải thoát thanh tịnh, thanh tịnh ngay trong hiện tại, thanh tịnh ở trong tương lai. Cho nên cái lời bộ sao sẵn thì sự lời đắc này đó, nhưng bên ngoài thì người ta thấy rằng là một người mà sống thù hưởng dục lạc thì quá sung sướng, nhưng mà một người mà có trí tuệ đó thì thấy rằng sống mà thù hưởng dục lạc mà không có bốn pháp này đó thì thật rất là tai hại. Cho nên nội dung của đoàn kinh này, Đức Phật ngài muốn cho mọi người thấy được cái giá trị thù thắng của việc lời đắc bốn pháp, bốn niềm tin bất hoại, hơn hẳn rất là nhiều so với cái sự lời đắc của những cái lạc thủ trần gian, của lời đắc ngay được cả bốn châu thiên hạ. Để cho mình biết được như vậy, mình trở về mình củng cố niềm tin, để mà mình phát triển cái niềm tin của mình. Và niềm tin đó chính là cái tài sản quý báu mà sẽ là một cái như là một cái vật hộ thân của mình, nếu như mình có được những cái niềm tin đó. Và thì con tin được dừng lại ở đây với một cái niềm mong ước rằng là khi mà mình đọc những cái bài kinh như vậy thì mình sẽ có dịp mình củng cố lại, mình sẽ xem lại cái niềm tin của mình đối với Phật pháp tăng và giới nó đã đạt tới cái mức độ nào, và còn những cái thiếu sót gì thì mình sẽ cố gắng để mình phát triển, mình củng cố nhiều hơn nữa. Và con xin được dừng lại ở đây, con kính thỉnh thượng tọa giảng đàn điều hợp phần thảo luận để chư tôn đức có thể bàn sâu thêm cái đề tài này để giúp cho Phật tử có được nhiều lời lạc hơn. Nam mô Bụt Thầy. Sau sự lễ Phật, và chư Tùng Đức thừa quý Phật tử luôn, không biết quý vị có nghe chúng tôi nói không, nghe rõ không? Và bây giờ thì chúng mình thấy có đại biểu Phật tính này trong rừng mà thôi. Xin tình huống đại biểu Phật tính này thì trả lời cho cô đầu tiên. Không biết đại biểu Phật tính có nghe được không? Nếu đại biểu Phật tính nghe được, xin thỉnh đại biểu Phật tính hoàn biện cho biết. Xin hỏi đại biểu Phật tính là đi. Để xin hỏi đại biểu Phật tính nghe được không?
Thầy xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Xin được trở lại với Ni sư Liên Pháp trong một câu hỏi là Ni sư Liên Pháp, khi mà mình nói rằng thành tựu được cái niềm tin bất thối ở Phật, ở Pháp, ở Tăng, thành tựu niềm bất thối đó phải chăng là tương đương với quả bị nhập lưu từ đầu đâu? Và nếu là phải thì là tại sao? Xin được trở lại với Ni sư Liên Pháp qua thời gian thực thêm một điểm này. Kính bạch chức tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ thì đúng như vậy, để khi một người mà nói rằng đạt tới cái niềm tin bất thối hay niềm tin bất hoại đối với Phật, Pháp, Tăng và giới đó, thì phải là một bậc nhập lưu mới có thể có một cái niềm tin trọn vẹn như vậy. Bởi vì một cái niềm tin như vậy đó là niềm tin mà hoàn toàn chắc thật và không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Còn ví dụ như mình tin, mình nói mình tin, nhưng mà dù sao đó, bây giờ ví dụ như là mình tin nhưng mà vì mình chưa có thấy, mình chỉ tin theo cái sự phán đoán thôi, thì cái niềm tin đó nó chưa có xác thật. Và khi một người nghe người này nói kiểu này thì mình nghĩ cũng có thể đúng, lạc sau mà người khác họ lại nói theo kiểu ngược lại mà họ nói thuyết phục quá, mình vẫn có thể thấy rất là đúng, thì mình có thể thay đổi quan niệm. Nhưng mà một người mà đã là xác tín rồi đó thì người đó phải thấy rõ, thứ nhất là phải thấy rất rõ, thứ hai là không còn một chút hoài nghi nào nữa. Mà thấy rõ như vậy đó phải là họ phải có một cái trí tuệ thiền quán tới cái mức độ mà họ phải thấy, khi mà họ cái trí tuệ quán chiếu mới thấy rõ thực tánh của các pháp rồi, và họ thấy được cái sự sinh diệt của các pháp rồi, và đặc biệt đó, là diệt hết hoàn toàn, không còn một cái chút hoài nghi nào nữa. Ví dụ như khi mình tin Phật, mình nói ra mình rất là tin Phật, nhưng mà có người tới hỏi đó, nói là tin Phật nhưng mà vì sao bây giờ đời này mình đau khổ như vậy, mà Đức Phật Ngài không có giúp đỡ gì cả. Đúng ra nếu như Ngài mà thật sự Ngài có thần thông đó thì Ngài phải làm sao để cho những cái người ác đó, họ đừng có sanh ra, những cái ác nó không có được hoành hành trên cái thế giới này. Vì sao Đức Phật mà để cho cái ác như vậy đó mà hoành hành, thì chứng tỏ Đức Phật Ngài cũng không có phải là bậc toàn thiền toàn năng chẳng hạn. Thì mình cái đó mình cũng có thể nghi ngờ, là bởi vì mình không có hiểu được cái quy luật vận hành, không hiểu được á là tất cả cái thế giới này Đức Phật không, Ngài không phải là người điều khiển cái thế giới này theo cái ý của Ngài, mà Ngài chỉ là người nhận ra được cái thế giới này nó vận hành theo kiểu nào. Nếu như chúng sanh mà họ tác ý, họ hành động với cái bất thiện đó, thì cái quả bất thiện nó vẫn cứ phải trổ ra thôi. Còn nếu như họ mà hành động theo thiền thì cái quả thiền sẽ trổ ra thôi. Thì trên đời này nó cứ vận hành như vậy, chứ còn Ngài không thể. Ngài nói rằng tất cả mọi người phải như thế này, tất cả mọi người phải như thế kia. Ngài không có ra đặc lệnh như vậy. Ngài chỉ khuyên, và người nào có trí, người nào học ít ta kiến, người nào mà ít bụi trong mắt á, thì mới có thể thực hành thôi. Và người nào thực hành thì người đã có lời lạc. Còn những người khác thì họ vẫn cứ đi theo cái nghiệp của họ. Thì như vậy Đức Phật, thì những cái chuyện mà những cái ác hành thành là trên thế giới này không có cái, không phải là do Đức Phật, không có vì do Đức Phật gì cả. Thì khi mà như vậy đó là cái người mà họ không có còn hoài nghi. Mà bây giờ một người nào mà người là không còn hoài nghi, tức là chỉ có những cái người mà đã diệt hoàn toàn cái pháp hoài nghi, thì khi mà mình hiểu, mình học về chi pháp đó, thì biết rằng một người mà muốn đắc quả nhập lưu phải diệt được ba cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì như vậy đó, mình mà chưa có chứng đắc quả nhập lưu đó thì cái hoài nghi của mình nó chỉ có thể tạm lắng dịu bớt, có thể là nó bớt đi, không có đa nghi như người khác. Nhưng mà phải thật sự đó mà đoàn hoài nghi thì phải vì đó phải là cái vị thánh nhập lưu. Cho nên có thể nói rằng đó là những cái đạt đến cái bốn cái niềm tin bất hoài hay bất thối đối với tam bảo và với giới đó, thì đó phải là những cái vị thánh nhập lưu, họ mới có thể có cái niềm tin là hoàn toàn thanh tịnh như vậy. Thì
con thấy Đại Đức Phật Đăng và Đại Đức Phật Tịnh đã trở vào rồi, nên con cũng rất là hoan hỷ. Và bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Đàn trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ tâm xin kính mời sư niệm pháp. Sắc quả con thì đã được Phật Đăng và Đại Đức Phật Tịnh có thể trở lại. Hy vọng rằng khoa pháp sẽ không làm khó để dễ như chi vị giảng sư ngày hôm nay nữa. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng khoa nghị trả lời cho cô Đức Thầy là ở trong kinh Phật đó thường dùng cái gọi là một người thành tựu niềm tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng, mình tin ở Phật, ví dụ như là Đức Thế Tôn Bậc Ứng Đức Chánh Niên Thi Minh Hạnh Túc Thiện Vệ Thế Gian Dạy Vô Tự Đường Lộ Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, hay là mình thành tựu niềm tin ở Pháp là Pháp là do Phật Thiện Thiết Thức Thực Hiện Tại Vượt Ngoài Thời Gian Đến Chỗ Chiến Hộ Hiện Năng Hướng Thượng Trí Giả Thường Tính, thì Đại Đức Pháp Tăng quan hệ cho biết rằng sự mô tả chi tiết đó nó có gì khác biệt với cái niềm tin của đa số người này. Dạ, có nhiều người này cũng tin Phật nhưng mà họ không nói đến những ẩn lý như vậy, thì theo đây Đức Phật đang nghĩ đó, thì có gì khác biệt lớn giữa cái niềm tin được mô tả như vậy là cái niềm tin mà chúng ta thường thấy những người phần lễ đi chùa với thần đi kính lễ Phật. Xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Nói đến cái niềm tin bất động nơi Đức Phật thì từ những từ ứng cúng hoặc là chánh viên tri hoặc là minh hạnh túc và thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người thượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì rõ ràng những cái từ ngữ này đó, với một người mà họ niệm cái ân Đức Phật, chánh viên tri là gì, người biết tất cả, minh hạnh túc là có người có 15 cái minh minh và tám, 15 cái hạnh và 8 cái minh, bát minh. Và nếu mà nói đến cái minh là cái sự sáng suốt, hạnh là cái giới hạnh đầy đủ, hay là chánh biến tri là người biết tất cả pháp. Khi một người mình niệm Phật như vậy đó thì họ hiểu Đức Phật, những cái gì Đức Phật biết tất cả, thì những cái gì Đức Phật thầy dạy tất cả, thì khi đó người đó sẽ tu tập theo những cái lời mà Đức Phật ngày, cái ân đức mà ngài có. Còn ngày nay thì đa số những người Phật tử, đa số một số vị và trình bày thuyết giảng, ví dụ như mình niệm một Đức Phật Di Đà thì họ nghĩ rằng Đức Phật Di Đà có 48 cái đại nguyện. Đức Phật Di Đà này nguyện, những cái nguyện đó nó không có giống như là những cái điều mà ở đây gọi là Đức Phật là chánh viên tri hay là minh hạnh túc. Vì chánh viên tri phải biết tất cả. Còn ở nơi đó thì một Đức Phật Di Đà có thể tiếp độ chúng sanh, nếu chúng sanh này, chúng sanh nào niệm tưởng cái danh hiệu ngài. Thì đây là một cái sự sai biệt, sai biệt là cái tâm của chúng ta đó nó vọng tưởng. Và dù cho cái Đức Phật đó, thì chúng ta thấy một người mà đi theo Đức Phật đi, nếu mà cái tâm vọng tưởng thì cũng vẫn vọng tưởng. Ví dụ chúng ta thấy một cái tâm vọng tưởng sai lầm như là xuống nát khái ná vậy, dù là thị giả cho Đức Phật, nhưng mà vị này có nghĩa là vẫn có cái tâm nghĩ là những người tu hành khổ hạnh, những cái người mà hành thân hoại thể, những cái người tu cái hạnh như con chó con bò như vậy đó, những vị A-la-hán. Dù Đức Phật với tâm mình biết được cái tâm của vị đó, nhưng mà vị đó cũng vẫn không hướng thượng được. Nên bình thường mình thấy rõ ràng Đức Phật còn tại thế này chánh biết tiên là biết tất cả. Nhưng mà rồi có nhiều người vì không có hiểu được những gì Đức Phật biết tất cả, nên họ đi ngược lại những cái gì mà Đức Phật ngày dạy. Có nghĩa là họ giống như là một người mà niệm Phật giống như một người kêu thượng đế vậy. Vì họ niệm Chúa thì Chúa rước, đây mình niệm Phật thì Phật rước. Nhưng một người mà niệm cái ân Đức Phật ấy, thì họ sẽ không thấy như vậy. Họ không thấy như vậy là gì? Đức Phật ngày sanh ra đời, ngày cũng vẫn nói các pháp hữu vi, là danh và sắc này đều có cái trạng thái vô thường, khổ vô ngã. Như vậy thì mình giờ mình niệm Phật mà sanh vào một cảnh giới nào đó thì cảnh giới cũng vô thường, cũng khổ, cũng vô ngã thôi. Mình cần phải biết cái pháp hữu vi là như vậy để mình đoạn trừ. Còn mình nói rằng ở đây mình không đoạn trừ được, mình qua bên cảnh giới khác mình mới đoạn trừ được, điều này nó cũng ai biết được. Vì thường thường mình thấy ở cõi trời những niềm vui dục lạc nhiều thì người ta rất là khó để mà tu tiến. Và những cõi trời đó thì chư Phật không có xuất hiện,
đó là một cái điểm rất là lạ của Phật giáo nguyên thủy, và cũng đúng với cái truyền thống mà Đức Phật này gọi là chánh niệm tiên. Thì Ngài biết cái cả cảnh giới trời là do những cái phước lực lạc, do những cái thiện công đức mà họ sanh về cõi đó, và cõi đó là cõi quá sanh, không có già bệnh và chết, không có những cái hiện tượng người chết phải biến hoại cái xác thân, nên những cái cõi trời đó là như vậy. Thì bây giờ nếu mà nói về một cái cảnh giới mà người ta muốn niệm Phật để sanh về đó, thì nó trái ngược với những cái gì mà Đức Phật gọi là chánh biến tiên, hay là Đức Phật gọi là Phật có thể giác ngộ tứ đế. Một người giác ngộ tứ đế thành Phật, mà người nào dù là tu tập cái con đường nào mà sai lầm á, thì suốt đời họ cũng không thể nào thành Phật được. Cũng như là Đức Phật ngày thường nói, một người tu tập mà không có biết cái phương pháp tu tập á, Đức Phật này thí dụ như một người thương một cô gái, tuyên bố với người ta mình thương một cô gái, mà không biết cô gái đó mập hay ốm, lùn hay cao, hay giống như một người xây cái ngôi nhà, người đã làm một cái cầu thang lên ngôi nhà, mà người ta hỏi nhà của bạn quay hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, người đó không biết, nói là nhà tôi không biết mấy tầng nữa, cũng không biết nó quay hướng nào vậy. Rồi cái người đó bắt thang như vậy, người đó có lên được ngôi nhà không? Cũng giống như cái người mà tu tập mà không có hiểu được cái mục đích của cái pháp hữu vi, thì cũng giống như là những người tu tập mà họ không có biết cái điều mà Đức Phật này dạy. Ví dụ như mình thấy ở trong kinh Đức Phật này dạy cái cảnh giới Tây Phương, nó đâu phải là cái thật sự nó có một cái cảnh giới Tây Phương. Vì mặt trời xoay quanh cái đất, nó xoay quanh mặt trời đứng yên, nên khi mình nói hướng đông hướng tây á, thì chính bây giờ mình cũng thấy khoa học họ chứng minh cái quả địa cầu của mình xoay, mặt trời mặt trăng là những cái hành tinh chết đứng yên như vậy thôi, thì làm gì có cái hướng đông là mặt trời, hướng tây cũng là mặt trời, vì cái trái đất nó xoay quanh mặt trời thôi. Thì rõ ràng những cái điều này Đức Phật Ngài đã biết, và Ngài đã giảng dạy và là chánh biến tri. Và Ngài nói rằng nếu một thành một vị thánh nhân á, thì phải gọi là minh hạnh túc. Nhưng ngày nay á, thì họ tu tập á, thì họ có nhiều khi họ nói rằng niệm Phật là tối thượng rồi, nên cũng không cần phải giữ giới nữa. Nếu mà giữ giới thì những cái người đó họ cũng chưa phải là những người giữ giới rõ ràng, vì họ không biết cái giới là gì, không biết giới là gì, và như là giới sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói giới uống rượu, họ không hiểu được những cái giới đó chi tiết. Nên những Đức Phật này nói rằng 15 cái hạnh hoặc 8 cái minh đó, là cái gì minh, như là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, tha thâm minh, thần túc minh, hoặc là lậu tận minh, hoặc là ý quá minh, hoặc là tuệ quá minh. Thì những cái điều này đó, thì những cái người này tu tập họ không hiểu được cái minh là gì. Thành ra bây giờ thì con thấy có nhiều cái ngôi chùa có thể là 1-2 ngàn người họ vào họ tu tập cùng một cái pháp môn, nhưng mà họ không có tu tập đúng như là cái pháp môn mà Đức Phật này diễn đạt, gọi là mình tưởng đến cái ân Đức Phật để mình phát sanh cái trí tuệ, để mình phát sanh cái giới hạnh. Đây là một điểm lạ. Còn một người ví dụ như họ tu tập, họ niệm giống như là họ niệm Phật để họ cầu xin sanh về cảnh giới Phật, cũng giống như những người niệm Chúa hay niệm Thánh A-la, và Chúa hay Thánh A-la đưa họ về. Còn Phật giáo Nam Tông á, thì Ngài dạy cái nghĩa là mình niệm Phật để mình đoạn trừ khổ. Bây Đức Phật là giác ngộ tứ đế, nó có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế thì dù ở đâu mình thấy được khổ mình diệt được, còn những người mà không thấy khổ thì làm sao diệt được. Ví dụ thường thường mới nói rằng ở cõi bốn cõi Bồ Tát có 7 hạng người, một là phàm tâm nhân và 7 bậc thánh cao, bậc thánh tu đồ quần không có. Bởi vì cái người mà họ có cái thân, họ khổ cái thân mà sanh về cõi vô sắc là không có thân, thì họ không tu thân quán niệm xứ được, họ không có thấy khổ của thân, vì họ sanh về cõi vô sắc là không có thân, họ chỉ có tâm thôi, và họ không thấy cái hiện tượng của khổ thân như là khổ đói khát, khổ nắng mưa chịu đựng, khổ của mũi mồng rắn rít, khổ của cái thời tiết thay đổi, mà không thấy được điều này. Nên ở cõi bốn cõi vô sắc thì trong kinh hay là trong A Tỳ Đàm nó có bảy hạng thánh cao và một vị phạm nhân thôi. Phạm là nhân mà sanh về bốn cõi vô sắc rồi hết phước, họ rớt xuống thôi. Đây là cái điểm mà trong Phật giáo trình bày, khi mà có cái khổ cũng như mình té dưới đất, mình có đất mình đứng lên, mình té trên đất nhưng mà cũng phải từ trên đất mà mình đứng lên, chứ không thể nào nắm trên hư không mà đứng lên được. Một người phải biết cái khổ luân hồi từ đâu mà có. Thì Đức Phật này dạy khổ tứ đế, một người niệm Phật có hiểu được cái khổ tứ đế này. Khổ đế là cái khổ có thật, nên cái người biết được cái thân này khổ, cái tâm này khổ, thì người đã đoạn trừ cái khổ đế này, và biết rằng cái khổ của thân của tâm này do cái tập đế này, do lòng tham. Nên những người này là họ tu tập ra diệt lòng tham, chứ không phải họ nguyện sanh về cảnh giới này hay cảnh giới kia. Đây là cái điều mà niệm Phật của Phật giáo nguyên thủy. Khi mà họ hiểu được cái khổ đế là cái khổ có thật, mà cái khổ đế này là cái khổ của danh và sắc. Một người muốn diệt danh và sắc thì phải
là phải đoạn trừ tập đế là lòng tham. Vì lòng tham nó có cái dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dục hữu là cái gì mà liên hệ đến dục, sắc hữu là những gì liên hệ đến những cảnh giới, vô sắc hữu là những gì liên hệ đến những cái phần danh quẩn. Thì những cái điều này Đức Phật Ngài dạy, Ngài nói cái khổ đó từ khổ thân, khổ tâm. Nhưng mà những người mà bây giờ cũng thấy họ có những cái đạo tràng tu tập mà những cái vị thuyết giảng con thấy cũng là sai lệch những lời dạy của Đức Phật. Người đó giống như là người nắm trên hư không mà đứng lên vậy, té trên đất mà nắm trên hư không. Nên có những lúc mà thấy họ tu tập như vậy nhưng mà cái lòng tin của họ đó thì họ đặt vào lòng tin họ, họ như là họ có một cái như là một cái kiến chấp mà dính mắc vô đó rất là sâu sâu đậm. Nên những cái điều đó thì cũng thấy ngày nay thì tuy rằng người ta tu đông như vậy nhưng mà cái sự giác ngộ của họ cũng không có lãnh hội được cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Còn cái người mà họ tu tập theo niệm cái ân Đức Phật đó, thì họ niệm từng cái ân Đức Phật thì họ sẽ hiểu được từ từ, họ hiểu được từ từ. Như là điều ngữ trưởng tu là Đức Phật Ngài điều ngữ những người hay là Ngài tế độ những người hữu duyên. Hữu duyên là gì? Những người nào phải tu tập đúng con đường mà Đức Phật Ngài đã giác ngộ, Ngài là vị đạo sư, là người thầy thuốc, là người chỉ đường mà thôi. Và cái người đó phải tin tưởng Đức Phật và đi theo con đường đó, chứ không phải là tin tưởng Ngài với là Ngài nắm tay, nắm chân của mình Ngài dẫn đi. Vì cái tâm của mình nó phiền não sanh trong tâm của mình, nên thường thường người ta nói con là đồng sàng dị mỏng nha. Dù là ngủ chung một giường nhưng cái tâm tư người này nghĩ về người khác là cũng không có ai cản được hết. Thì Đức Phật Ngài cũng biết cái vấn đề mà có nghĩa là cái điều ngự là Ngài điều ngự những người có duyên, và những người nào mà không có tu tập theo lời Ngài đó thì cũng không có tế độ được. Hoặc là Đức Phật là thiên nhân sư, là thầy của trời người. Vì trời người là còn luân hồi sanh tử ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì những chúng sanh là còn tái sanh đó, thì còn phải bị tham ái. Và Đức Phật Ngài là thiên nhân sư vì Ngài vượt khỏi cái sự tham ái tà kiến và những cái phiền não lậu hoặc. Hay là Đức Phật Ngài là Phật vị giác ngộ tứ đế, Ngài là Thế Tôn vì Ngài được người đời hay là những cái bậc hiền trí trong tam giới thì tôn xưng Ngài là vị đạo sư vô thượng. Thì đây là những cái điều mà họ, một cái người tu tập về niệm ơn Đức Phật đó, thì từ từ họ có cái trí tuệ phát sanh. Do họ niệm Đức Phật họ có lòng tin, nhưng cái trí tuệ, bởi trong ngũ quyền mình nói rằng cái lòng tin nó phải có trí tuệ, vì cái trí tuệ làm cho lòng tin nó trong sạch và tỉnh tính. Còn cái niềm tin mà mình có thể hiểu một cái niềm tin mà như là người ta tin Chúa, người ta niệm Chúa, người ta lầm chổi rồi cầu Chúa, như vậy thì họ cũng vẫn làm, những người Thiên Chúa giáo là họ làm rất là mạnh, có nghĩa là ngày có nhiều khi con thấy những người Thiên Chúa giáo đi đâu, đi nhà thờ cũng đeo chuỗi, lúc nào lên xe họ cũng lầm chuỗi hết. Nhưng mà những người họ tin như vậy thì mình thấy rõ ràng cái lòng tin này nó không có giống như là những cái lòng tin mà tự bản thân của mình. Tin Đức Phật là tin Đức Phật Ngài có ân đức như vậy thì mình tự mình nỗ lực mình để mình giác ngộ. Mình tin Đức Phật như vậy, mình nỗ lực để mình làm, nên mình tin có trí tuệ là như vậy. Còn những người tin mà tin Đức Phật mà còn tiếp độ hay là đưa qua cảnh giới này cảnh giới kia thì giống như Thiên Chúa giáo vậy, có thể sanh về cõi Chúa đó, thì theo Thiên Chúa giáo là Chúa đem về cõi đó là vĩnh hằng. Thì cũng giống như một người mà họ hiểu Đức Phật mà niệm mà sanh về cảnh giới đó, mà nghĩ cảnh giới vĩnh hằng thì cũng không khác gì Thiên Chúa giáo hoặc là Hồi giáo hay thánh A-la. Còn Phật giáo thì Đức Phật nói là niệm Phật để thành Phật. Thành Phật là giác ngộ cái sự khổ này. Có cái thân là khổ, có cái tâm là khổ, nên vị đó phải đoạn trừ thân tâm này. Bởi vì có cái tâm là có cái sanh, cũng như là có vô minh thì có hành, hành thì có thức, thức thì có danh sắc. Danh sắc là thân và tâm, tức là đi thức, đi tục sinh hay cái nghiệp thức hay quả thức. Thì khi một người mà niệm Phật đúng theo cái phương pháp á, thì cái trí tuệ họ tăng trưởng từ từ. Và họ niệm Đức Phật á, thì họ thấy ông có hồng danh, cái hồng danh chư Phật giống nhau, chứ không có một vị Phật này cao hơn vị Phật kia, vị Phật kia thấp hơn vị Phật này. Cái đó là một cái sự tưởng tượng và nó không dựa vào cái tinh thần tự nỗ lực. Ví dụ một người sanh về cõi Di Đà đi, niệm Phật sanh về cõi Di Đà thành Phật đi, thì Đức Phật Di Đà đi đâu? Nếu mà Đức Phật Di Đà mình sanh về cõi giới đó mình không còn là cái gì hết, thì mình cái vị giáo chủ đó cũng là Phật hoài, mình cũng đâu có phải là Phật giống như Đức Phật Thích Ca nói. Mình tu tập rồi mình sẽ thành Phật, và thành Phật mình sẽ có cái hồng danh riêng của mình, như Đức Phật Mấy Tây Giá vậy, Ngài cũng có cái hồng danh riêng. Đức Phật Gotama cũng có hồng danh riêng, rồi cái tên riêng mà cái hồng danh thì 10 cái hồng danh chung với nhau, giống với nhau. Hay là Chúa Tha Hóa Tự Tại Ma Dương sau này tu tập cũng thành Phật thì cũng có những cái hồng danh giống như vậy. Hay là Vua Ba Xê Na Đí sau này thành Phật cũng có hồng danh giống như vậy. Thì chư Phật á, quá khứ cũng như vậy, tương lai cũng như vậy, hiện tại chư Phật cũng như vậy. Thì cái Phật này là cái Phật mà Đức Phật gọi là giác ngộ tứ đế, hoặc là cái Phật này là cái chánh biến tiên, là biết tất cả.
hoặc là minh hạnh, tức là đầy đủ giống nhau. Thành ra con khi mà nói đến vấn đề này thì bây giờ họ tu tập pháp cũng vậy, có nhiều người Phật tử không hiểu pháp là cái gì. Pháp là những cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà mình hiểu được cái pháp là phải hiểu như thế nào. Bởi vì trong A Di Đàm nó tất cả gọi là pháp, ở trong đó có pháp tục đế, pháp chân đế. Chân đế thì có chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Nhưng mà những người đó họ không học như vậy nên họ không có hiểu được cái pháp như Đức Phật thầy dạy. Và cái pháp hữu vi là có cái trạng thái do nghiệp tâm thời tiết vật thực, hay là cái pháp hữu vi là cái pháp mà do nhiều cái điều kiện trợ tạo. Và cái pháp hữu vi luôn luôn là sự đau khổ trong cái kiếp luân hồi trầm luân này. Còn cái pháp vô vi là niết bàn, vì không có cái hữu vi nên niết bàn chấm dứt sự sanh tử, là chấm dứt cái sự khổ của thân và tâm. Một người mà tu tập họ mà hiểu được là dạy cái Đức Phật, khi mà thấy thức là khổ vì cái tâm của họ suy nghĩ hoài, nên thường thường cái thức là cái điều kiện để cho tái sanh, cái điều kiện để sanh lên những cái lậu hoặc. Bởi vì cái tâm còn thì cái lậu hoặc nó nương vào cái tâm hoài. Còn những vị mà diệt trừ những cái lậu hoặc thì sau đời này, đời sống này thức không có duyên cho danh sắc nữa, hay là không từ cái thọ chấm dứt thì không có duyên cho ái, ái không có thì không có duyên cho thủ, thủ không có thì duyên cho hữu là sanh hữu. Hoặc là hữu không có thì không có duyên cho sanh là tướng sanh. Vì những người tu tập họ hiểu được như vậy đó thì tự bản thân họ giác ngộ thành cái bậc bậc giác ngộ, thành cái bậc Phật. Thì như vậy đó là cái sự tu tập mà họ hiểu pháp, là cái người hiểu pháp mà nương vào cái lời dạy của Đức Phật đó, thì hiểu pháp đó khác với cái người hiểu pháp mà nghĩ rằng pháp đó là một cái linh ứng hay một bùa chú hay là một cái câu thần chú nào đó để trì tụng, để giải tai giải nạn cho mình. Thì đó là cái điều mà họ hiểu sai về cái pháp Đức Phật. Pháp của Đức Phật là không có tu gì. Một người nào mà hiểu họ làm ác đó, thì cái pháp bất thiện nó cho họ đi vào cái cõi khổ. Một người hành cái pháp thiện thì cái pháp thiện đưa người sanh về cõi trời. Người nào phải hành cái pháp niết bàn hay là cái pháp mà chân đế là đạo quả niết bàn ấy, thì người đó sẽ thoát ly sanh tử luân hồi. Một người mà tin cái pháp đó là mình tu tập cái pháp nào, ví dụ mình tu tập mà hạnh phúc, mình đi tìm cầu hạnh phúc, vậy hạnh phúc nhân loại mình cứ đảo lộn trong dòng sanh tử hoàng là hạnh phúc nhân loại. Hạnh phúc chư thiên là sanh về cõi sắc giới hay vô sắc giới, đó là hạnh phúc chư thiên. Hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc niết bàn, thì cái đó là giải thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà rồi người ta cũng không có nhận diện được cái hạnh phúc nhân loại là gì, nên có nhiều người ví dụ như mình thấy họ sanh đi sanh lại nhiều lần. Bữa hôm đó thì cũng đi ngang chùa Hoằng Pháp, cũng nghe cái vị thầy đó giảng cũng vui vui. Vị này khuyên mọi người nên niệm Phật Di Đà để sanh về cảnh giới. Nhưng mà cái lời giới thiệu của vị đó nghĩ rằng tôi mới tới đây giảng buổi giảng đầu, nhưng gần như tôi quen, rất là quen ở chỗ này. Quen ở chỗ này là có lẽ là tôi cũng đã tới đây nhiều lần rồi. Thì giống như mình niệm Phật, mình niệm vậy chứ mình luân hồi nhiều lần rồi, thì làm sao mình biết được mình niệm Phật để hết những luân hồi. Vì niệm Phật mà theo Đức Phật ngày dạy, suy tư cái ân đức á, thì mình phát thanh trí tuệ để mình nhàm chán cái sự luân hồi, mình hiểu được cái khổ đau của danh và sắc. Một người họ niệm Phật á, mà không hiểu cái khổ đau danh và sắc á, thì họ đâu có thấy được cái tướng vô thường, cái tướng khổ, cái tướng vô ngã để họ thoát ly những cái hữu vi pháp. Thành ra có nhiều người nghĩ rằng một cái người tu tập mà sai đó, hay là người ta thấy là dạy của Đức Phật á, giống như họ giảm giá vậy. Là dạy của Đức Phật thì cao siêu có hành, bây giờ họ giảm giá riết. Có thể là giống như mình nói 2 với 2 là 4, bây giờ họ nói rằng 2 với 2 là mấy cũng được vậy đó, mình cho cái đáp án mấy cũng đúng. Nhưng mà cái đó chỉ làm cho những người không có trí chấp nhận thôi, chứ những người có trí thì thấy chân lý sự thật là 2 với 2 là 4, chứ không phải là 2 với mấy, 2 với 2 là mấy cũng được hết, không phải vậy. Cũng như bây giờ người ta nói ta tu, người ta nói đường nào cũng về cực lạc vậy, người con đường nào cũng giác ngộ, thì họ tu họ hiểu như vậy mà thật sự là sai. Vì Đức Phật ngài nói con đường bát chánh đạo là con đường để giác ngộ, con đường bàn môn tả đạo là cái lối tu lợi dưỡng hay khổ hạnh, là cái lối tu của bàn môn tả đạo, chứ không phải là con đường bát chánh đạo. Chỉ có con đường bát chánh đạo mới giác ngộ niết bàn thôi, chứ không phải là mình tu cái gì mình cũng thành hết. Thờ ông Táo, ông Địa, thần tài, Quan Âm, Châu Sương, Quan Bình, Quan Thánh gì đó, họ nghĩ là họ tu tập như vậy không thành Phật. Đó là một cái sai lầm, rất là sai lầm. Có thể là nhiều đời nhiều kiếp họ sẽ rơi vào những cái thần, vị thần thánh, tôn thờ cái thần thánh, sợ hãi cái vị thần thánh, không hiểu thần thánh là cái gì. Còn đạo Phật dạy là thần thánh nó là do những sự tái sanh thôi, do cái phước duyên của người đó tạo, có khác biệt với nhau họ tái sanh như vậy. Thì nếu mà thượng tọa hỏi thì con thấy cũng rất là nhiều điều để chia sẻ về vấn đề này. Con chỉ nói tóm gọn là người ta hiểu pháp của Đức Phật đó một cách sai lầm.
cái pháp của Đức Phật nó không có tư dị, nên người nào hành được cái pháp mà thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã thì người đó cũng giác ngộ thánh đạo tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Còn người nào không thấy cái sự khổ của vô thường, khổ, vô ngã, cái khổ của danh sắc á, thì người đó tu hoài, Đức Phật thì nói cũng như là người lấy cát mà muốn thành cơm vậy. Người đó có cầu nguyện cũng thành cát, mà không có thật cầu nguyện cũng thành cát, mà có thành cầu nguyện cũng thành đá cát, hoặc là không không cầu nguyện cũng thành cát, vì cái phương pháp đó là phương pháp của cát. À, lấy cát rồi bỏ vô nấu không thành cơm được. Và Đức Phật thì nói cái người tu tập đúng cái phương pháp đó, như là lấy dầu, lấy đậu mà ép thành dầu vậy. Người đó có cầu nguyện cũng thành dầu, mà không cầu nguyện cũng thành dầu, mà có cầu nguyện cũng thành dầu, không không cầu nguyện cũng thành dầu. Vì sao vậy? Vì cái phương pháp làm lấy dầu. Thì Đức Phật nói người đó hành đúng pháp cũng giống như vậy. Người hành đúng pháp thì có cầu nguyện cũng giác ngộ, mà không cầu nguyện cũng giác ngộ, mà có khó cầu nguyện cũng giác ngộ, mà không không cầu nguyện cũng giác ngộ. Tại vì cái phương pháp giác ngộ là cái phương pháp đoạn trừ cái tham ái của danh và sắc. Còn cái người tu tập tăng cũng vậy, có nhiều khi thấy bữa hôm trước đưa đam ma của bà thân mẫu của Đại Đức Minh Hạnh, thì cái bạn, cái người em muốn đưa cái xác chết vào trong cái chùa Hoằng Pháp để mấy vị đó cũng như là làm thép vậy đó. Thì cái đó một cái điều rất là lạ, là cái người chết rồi cái tâm thức đi tục sinh, là cái xác thân nằm đó thôi, chứ làm gì mà có ai mà làm phép đưa cái người sanh về cảnh giới này hay cảnh giới kia được. Cái điều này nó không có, nhưng mà cái người đời thì họ mê muội. Trong khi á, nhiều khi mình nghĩ rằng cái sự tái sanh á là cái tâm thức của mình do tham ái trong tâm mình chưa có gửi bỏ được nên mình phải tái sanh thôi, chứ không phải là có một Đức Phật nào bắt mình đi tái sanh hay một thần thánh nào bắt mình đi tái sanh, mà chính cái nghiệp tham ái dẫn mình đi tái sanh. Nên những người mà tu tập sai đó thì cứ giống như là lấy cát mà nấu thành cơm, thì họ có cầu nguyện cũng không thành cơm. Còn một người mà tu tập đúng đó, dù có cầu nguyện hay không cầu nguyện đó, thì người đó cũng giác ngộ giải thoát, vì người đó hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Mình tin pháp là tin như vậy, còn tin chư tăng là chư tăng là những người thực hành và truyền dạy những cái lời dạy của Đức Phật, truyền dạy đúng pháp đó. Còn nếu mà những người mà tu tập mà không đúng pháp, truyền dạy không đúng pháp đó, thì mình phải hiểu rằng bằng môn tả đạo chứ không phải là tăng chúng. Thì tăng chúng phải hành, phải dạy theo cái lời dạy đúng như Đức Phật. Đấy là cái điều mà họ tin tưởng. Và chư tăng là những người nói về nhân quả, chứ nhân quả chứ không phải chư tăng là những người môi giới với thượng đế thần linh mà tụng kinh để phá địa ngục. Bây giờ có thấy những cái đàn tràng mà chủng tế đó, người ta tin rằng mặc áo địa tạng tụng những cái thần tướng là phá địa ngục được. Những cái điều đó mình nghĩ thì thật sự rất là mơ hồ, cũng rất là ngộ, nhưng mà họ rất là tin. Nên bình thường những cái trai đàn chủng tế có nhiều người họ bỏ tiền rất là nhiều, bỏ tiền ra để họ ủng hộ những cái người mà lập trai đàn chủng tế, những cái kinh sư, những cái ban kinh sư như vậy rước một lần tới mấy chục triệu. Nhưng mà những cái người đó họ vẫn bỏ ra cho cái chùa đó để thỉnh những vị kinh sư đến để phá địa ngục, giải quan, bạc độ rồi. Những cái điều đó nghĩ rằng thật sự đó là những cái điều không phải là trong giáo lý của Đức Phật. Làm gì mà có chư tăng nào làm môi giới thần linh thượng đế hoặc là giọng phá địa ngục, mà phá đi cảnh giới địa ngục được. Vì Đức Phật nói rằng tứ khổ là khổ của khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì Đức Phật tuyên bố khổ của địa ngục là do cái ác nghiệp từ tâm của mình. Thì làm gì có ai mà phá địa ngục được, ai mà giọng mở cửa địa ngục được. Cái điều này thì mình thấy thật sự rất là mơ hồ, nhưng mà họ cũng vẫn tin rất là nhiều. Nên cái lòng tin của một người mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là tin vô tăng, thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Thực hạnh là như vậy, như lý hạnh là như vậy, ưng cúng hạnh là như vậy, chân chánh hạnh là như vậy, không có làm những điều mà sai trái. Còn ngày nay thì người ta làm sao miễn sao có tiền thôi, chứ họ cũng nghĩ rằng cái điều đó là cái điều có thể là mình tự cột trói mình. Khi mà con thấy những người mà họ tu tập sai đó, mà họ càng quảng bá thì con nghĩ rằng y như họ tự thắt dòng để cột trói mình, càng nhiều lớp cột trói. Cũng như là Na Ta Bút Tá vậy á, lúc trước thì không giác ngộ Đức Phật, không giác ngộ về lời dạy của Đức Phật, cũng bành trướng ra. Sau này ổng có nhiều đệ tử quá, ổng muốn đi tu theo Đức Phật, ổng cũng không có tu được, tại vì đệ tử của ổng cản trở không cho ổng đi theo Đức Phật. Và cuối cùng ổng chết với cái tâm mà muốn phá hoại cái tôn giáo của ổng. Ổng mới truyền giáo chủ cho từng đệ tử dù là mới hay cũ. Và cuối cùng khi ổng chết thì người ta tranh đấu với nhau rất là khủng khiếp. Thì đây là những điều mà Đức Phật ngày nói. Một người mà tin tưởng Phật Pháp Tăng thì nó có cái niềm tin khác với một người tin tưởng Phật Pháp Tăng mà nghĩ rằng Đức Phật là như là một đấng thượng đế nào đó, một vị giáo chủ nào đó để rước mình về cảnh giới. Còn Đức Phật ngày giải Niết Bàn thì không có như vậy. Chư Phật nào cũng Niết Bàn hết, nên Niết Bàn nó không thuộc về của một vị Phật nào quản lý hết. Đây là cái điểm đặc biệt của Phật giáo Nguyên Thủy. Niết Bàn thì là một cái cảnh chứ không phải là một cái cõi. Cái cõi thì người ta về đông thì nó đầy, cũng như là chúng ta nghe Đức Trời để thích tham với Đức Phật vậy. Bây giờ chư thiên sanh về cõi trời quá đông vậy đó,
nên cái cõi trời đi đâu cũng có chữ thiên tân sanh hết. Đức Phật thì nói đừng có lo, khi mà Đức Phật niết bàn rồi những chúng sanh nó rơi vào cõi khổ, cõi trời có thể là cống phóng. Thì đây là những điều mà chúng ta thấy là cái cõi đó, thì người ta sẽ sanh về đó nhiều, rất là nhiều. Còn niết bàn chỉ là cái cảnh thôi, cái cảnh tịch tịnh, cái cảnh vắng mặt phiền não. Đây là cái điểm rất là đặc biệt mà những cái tôn giáo khác, dù là họ giống như đạo Phật nhưng họ không giống những cái lời dạy của Đức Phật trong cái nói này về niết bàn. Thành ra có nhiều khi với những cái vị mà tu tập mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật rất là khó hiểu, vì Đức Phật nói niết bàn là một cái cảnh, nên người đó mà khi mà thể nhập niết bàn thì cái cảnh gọi là lậu hoặc phiền não trong tâm hết, nên mới gọi là phiền não niết bàn. Còn thường thường người ta nghĩ rằng cái cõi nào đó, một cái cảnh giới, cái cõi Tây Phương Cực Lạc, cái cõi Đông Phương gì đó, thì đó là một cái cõi mà phải tái sanh. Và tái sanh vào đó thì nhiều người sẽ đông lên, sẽ chật. Còn niết bàn thì không giống như vậy. Thì đây là một vài cái điểm mà có lẽ là hỏi đến điều này ấy, thì còn nhiều thầy pháp cũng không chia sẻ hết, nên tạm thời con chỉ nói một vài cái ý chính là như vậy. Bây giờ con trả mic lại cho tượng bảy hẳn rồi. Thưa kính chân và Đức Phật Tôn Đăng, bây giờ xin được hỏi cho Đức Phật Tính, không để Đức Phật Tính có nghe Đức Phật. Dạ vâng, xin hỏi hỏi Đức Phật Tính một câu là, có gì thì chúng ta biết rằng đưa bị giải thoát là cao quý, nhưng mà chúng ta lại nặng lòng với những việc của thế gian. Vấn đề nằm chỗ nào? Vấn đề là tại vì chúng ta chưa có hiểu rõ cái giá trị thực sự của quả vị giải thoát, hay là tại vì chúng ta vẫn còn vướng mắc chuyện thế gian, hoặc là cả hai, hoặc là không phải cả hai. Xin thỉnh đề được Phật Tính con vị trên đời suy tư về điểm này. Thỉnh đề được Phật Tính. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tòa Nhất Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Tuệ Huyền cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ cùng toàn thể thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tòa, qua cái câu hỏi Thượng Tòa vừa hỏi thì cũng rất có nhiều lần chúng con cũng có những cái cảm nhận này. Nhất là những cái lúc nào đó mà chúng con làm phước, tạo một cái phước gì thì thường thường thì con tạo cái phước gì thì con ưa phát nguyện. Thí dụ như mình phát nguyện lên cái quả vị mà mình muốn chứng đắc, thí dụ như là đệ nhất về thiên nhãn, một cái vị thánh tinh văn mà đệ nhất về thiên nhãn, thì có nhiều trong cái lúc phát nguyện như vậy thì có nhiều người, người ta nhiều vị sư hoặc là nhiều người, người ta nói vậy thì luân hồi rất là dài, luân hồi rất là lâu, vì rằng một cái người khi mà đạt đến một cái vị mà A-la-hán thinh văn mà có một cái hạnh nguyện gì đó vân vân, thì lúc đó cái luân hồi nó rất là lâu, có nghĩa là nó phải một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì chính cái điều này thì thật sự ra nó thì con cũng biết rằng cái sự mà khi mà mình muốn phát nguyện cái quả vị như vậy thì cái luân hồi nó rất là lâu, nó rất là dài. Còn nếu mà mình phát nguyện khi nào mà đầy đủ duyên lành thì chấm dứt tất cả sự khổ ngay lúc đó, thì nó sẽ nhanh hơn nếu mà mình chịu khó tu tập để mà đào tạo ba la mật. Tuy mình biết rõ hai cái giai đoạn này, một cái giai đoạn nó ngắn và một cái giai đoạn nó dài. Nhưng mà tại sao mà mình thích như vậy? Thì có lẽ rằng là do nhiều khi mình đọc ở trong cái tích truyện, hoặc là mình thấy những cái công hạnh của các ngài, nên mình rất là thích, rất là có cái sự mà mong muốn mình đạt được như vậy, nên mình phát nguyện. Vậy thì đây là một cái điều thứ nhất. Đây là một cái điều thứ nhất là mình đã biết cái con đường đó, nó một cái con đường là dẫn đến cái sự giải thoát, và một cái con đường nó còn bị vướng nhiều, có nghĩa là cái thời gian mà dẫn đến giải thoát nó kéo dài nhiều. Nhưng mà tại sao mà mình muốn được như vậy? Tại vì mình thích về cái hạnh nguyện đó,
mình thích về cái công hạnh của cái vị đó, nên mình đã phát nguyện. Vậy thì mình biết được cái sự giải thoát, nhưng mà tại sao mình còn kéo dài? Tại vì trong cái trường hợp thứ nhất á, là mình có do mình thích về cái điều đó, mình thích về thích về cái công hạnh của cái vị đó nên mình phát nguyện như vậy. Thứ hai nữa đó, có nhiều á, cũng có nhiều cái trường hợp, thí dụ như bất cứ những vị chư tăng, thường thường là chư tăng ở Nam Tông á, thì ai cũng biết, thí dụ như là cái con đường tứ niệm xứ là cái con đường độc nhất để dẫn đến chấm dứt tất cả sự khổ. Nhưng mà tại sao cái vị đó không tu tập được, cái vị đó không chịu chuyên tâm như lời của Đức Phật dạy, sau khi ăn rồi đi tìm một cái nơi thanh vắng với lưng già kiết thẳng đặt niệm trước mặt. Ai cũng biết được cái câu này và ai cũng biết được chắc chắn là cái con đường này nó sẽ dẫn đến cái sự giải thoát, nhưng mà tại sao mình tu tập không được? Thì cái điều này nó có rất là nhiều lý do. Thí dụ như là có người là người ta do ba la mật chưa có đủ nên người ta không thể nào mà xuyên suốt một tiếng ngồi thiền, một tiếng đi kinh hành, một tiếng ngồi thiền, một tiếng đi kinh hành, do cái phước của mình nó không có đủ, nên mình không có ngồi được như vậy. Thì cái điều này á, thì thường thường á, trong những cái vị sư hoặc là những cái vị hành giả nào mà có tu tập á, thì mình thấy cái điều này nó rất là rõ. Tại sao có những cái người kia người ta ngồi thiền xuyên suốt được mà mình không ngồi thiền xuyên suốt được, là do đâu? Do cái phước mình nó không có đủ. Cái ví dụ như là đối với cái phước của mình, khi mà nó không đủ thì khi mà mình ngồi thì nó sẽ phóng tâm, nó sẽ lo lắng, hoặc là nó sẽ nghi, sẽ suy nghĩ điều này điều kia vân vân. Thì đây là cái điều thứ hai, là do mình chưa có đủ phước nên mình phải quay trở lại, có nghĩa là mình bố thí hoặc là mình giữ giới hoặc là mình thuyết pháp hoặc là mình cung kính, mình phục vụ vân vân. Thì trong cái đó để làm gì? Để mình gom góp những cái phước để mà mình đủ sức để mà mình tu tập. Thì đây là cái điều thứ hai á, là do mình biết được cái con đường giải thoát như vậy rồi, nhưng mà tại sao mà mình còn quay trở lại, mình phục vụ, mình cung kính, mình thiết pháp vân vân, tại sao vậy? Tại vì mình biết mình chưa có đủ cái phước báo ba la mật, nên mình phải tạo những cái phước khác. Thì có điều này á, có nhiều người á, lúc trước á, thì khi mà chúng tôi trình bày á, thì có nhiều người á, họ mới hỏi rằng tại sao mà mình biết được mình đủ ba la mật hay là chưa đủ ba la mật. Thì cái điều này á, thật sự á, cũng rất là dễ biết. Ví dụ như một cái người á, khi mà người ta đủ cái pháp ba la mật á, thì mình thấy là sơ hở là người ta tu, hay người ta rảnh là người ta tu, người ta rảnh là người ta ngồi thiền, người ta theo dõi hơi thở, hoặc là người ta niệm Phật, hoặc là người ta tu tập. Nói chung là hãy rảnh là người ta tận dụng vào cái giờ giấc tu tập. Còn mình do cái phước của mình nó không đủ, nên hãy rảnh thì là mình đi chơi, hoặc là hãy rảnh thì lại mình lại làm cái điều này, mình tạo cái cảnh này, mình tạo cái cảnh kia, vân vân. Thì tại sao mình biết như vậy? Tại vì mình biết rằng cái phiền não mà mình muốn cái điều này, muốn cái điều kia, nó nhiều hơn cái sự tu tập. Thì chính cái chỗ này thì mình nhận biết là mình cái phước báo ba la mật mình chưa đủ. Vậy thì cái điều thứ hai á, cái điều thứ hai là do cái phước của mình nó không có đủ, nó không có đủ về cái phước báo, nên mình còn xa rời cái việc cái tu tập, mình còn xa rời cái con đường dẫn đến cái sự giải thoát. Rồi cái điều thứ ba đó, cái điều thứ ba nó là chúng ta thấy rằng là tại sao nữa, tại vì có nhiều khi mình biết được cái con đường nó là giải thoát rồi, cái con đường này tu tập sẽ dẫn đến giải thoát, nhưng mà nhiều khi mình còn dính mắc, mình nặng về quyến thuộc, hoặc là mình nặng về những cái người cư sĩ người ta đã từng hộ độ mình này kia vân vân, nên mình cũng cố gắng mình thuyết giảng, hoặc là mình cố gắng mình hướng dẫn họ tạo phước gì đó, mình tuy rằng mình cũng biết cái con đường đó nó dẫn đến giải thoát, mình tu tập như thế đó, đến một lúc nào đó nó sẽ có cái sự rút ngắn lại, nhưng mà tại sao mình tu tập không được? Tại vì có nhiều khi mình dính mắc, mình dính mắc vào, mình thấy rằng cái người cư, có nhiều khi thấy những cái người cư sĩ đó, người ta cuộc đời người ta rất là khổ, người ta có thể rằng là người ta để dành từng chút, nhưng mà khi mà nói về tam bảo mà cần đến họ đó, thì họ có một cái sự nhiệt quyết, nhiệt lòng. Do mình thấy được những cái điều này nên mình cái sự mà tu tập của mình nó trì hoãn lại, nó dành cái công việc vào cái gì, vào mình hướng dẫn người đó tu tập.
hướng dẫn người đó bố thí, hướng dẫn người đó giữ giới, hướng dẫn người đó làm những cái công đức phước thiện, vân vân. Mình sợ rằng cái người này không có ai dẫn dắt, hoặc là mình sợ một cái điều gì đó, nên mà mình cứ quay trở lại để mà mình hướng dẫn họ. Thì đây là cái nguyên nhân thứ ba, là cái nguyên nhân nhiều khi mình dính mắc với cái nỗi cơ cực của cái người cư sĩ, hoặc là có nhiều khi mình cũng dính mắc với những cái cõi trời, hoặc là những cái đời sống đời sau mình được giàu sang hơn, rồi mình tiếp tục bố thí, tiếp tục tu tập, vân vân. Thì đó là cái điều, những cái điều đó gọi chung là cái sự dính mắc. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu ra đó, thì ở đây thì con thấy rằng nó có ba cái điều kiện như vậy. Nó có ba cái điều kiện như vậy là thứ nhất là do nhiều khi mình dính, mình có cái sự mong muốn cái quả vị nào đó, nên cái sự tu tập mình nó bị cái sự kéo dài. Thứ hai là do mình có những cái, mình có những cái điều mà nó làm cho mình bị ví dụ như là mình cái phước mình nó ít, nên mình phải quay trở lại mình tạo những cái phước này phước kia để mà cho nó cái phước báo ba la mật mình đủ. Rồi cái điều kiện thứ ba là do có nhiều khi mình bị dính mắc với cái đời sống ví dụ đời sống sau nó tốt hơn, hoặc là ở cảnh giới chư thiên gần những vị Bồ Tát tiếp tục tu tập, hoặc là có khi do mình thấy cái nỗi cơ cực, cái nỗi khổ của cái người cư sĩ, rồi mình muốn hướng dẫn họ này kia vân vân, là trong cái điều này là do mình có cái sự dính mắc do ba cái điều kiện này, do tại vì ba cái điều kiện này nên mình cứ phải kéo dài cái thời gian giải thoát của mình, có nghĩa là mình bị đình trễ lại trong cái sự mà tu tập tạo phước và quyết tâm để mà nhiệt huyết để mà tu tập dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là do bị ba cái điều kiện đó. Thì kính bạch Thượng Tọa, qua cái câu hỏi Thượng Tọa thì con xin trình bày do bị ba cái điều kiện là như vậy. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa Thú kính chào quý vị và các bạn. Mới thỉnh đại đức Thượng Quyền để trả lời cho một câu như là đại đức Thượng Quyền không nghe được, đại đức đang không hiểu không nghe được. Xin được hỏi là Ni Sư Diệu Pháp có rõ không? Nếu Ni Sư Diệu Pháp nghe rõ, xin có một cô sau cùng đây thì Ni Sư Diệu Pháp có nghĩ trả lời cho. Câu dạ để Đức Thư Quyền nghe được tốt không? Dạ, để Đức Thư Quyền nghe được tốt không? Xin hỏi để Đức Thư Quyền là ở trong đoạn kinh này cho tới đoạn thức phước, như cái phước của vị chủ nhân thánh vương mang lại hạnh phúc cho tâm họ rồi sống lên cõi trời, nhưng mà vì bấm nhiễm cái phước báo hữu lậu mà cũng có thể xâm vào cảnh khổ. Phải chăng tất cả cái hữu lậu đó nó đều có đặc tính nguy hiểm mà chúng ta phải cẩn thận? Sử như hãy còn nói là còn có nhiều người xem rằng hãy cái tầm gọi là phước thì đáng quan hệ hết, không có điều gì mà đáng để chúng ta ngân ngại. Nhưng mà giờ đến đấy cũng không nghe được. Xin hỏi Đức Thượng Tử có nghe được không? Dạ vâng. Dạ xin được hỏi Như Sư Diệu Pháp có nghe được không? Nếu Như Sư Diệu Pháp nghe được, Như Sư Diệu Pháp không cho biết. Dạ vâng. Như Sư Diệu Pháp phải chăng là tất cả các hóa hữu lậu đều đáng cho chúng ta cẩn trọng? Đó là câu hỏi là vì nhiều người xem hãy hãy phước là nó quan hệ, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng có những thứ phước mà cái những không đáng quan hệ mà chúng ta nên phải nên rất là dè chừng nhận. Xin cảm ơn sự lựa chọn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, khi mình nói tới phước á, thì mình biết rằng có hai loại phước là phước hữu lậu và phước vô lậu. Từ lậu ở đây có nghĩa là rơi rớt trở lại ở trong tam giới, tức là những cái phước mặc dù là phước báo đó, nhưng mà những cái phước báo nó là dẫn dắt mình phải trở lại ở trong tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
cho con hỏi là cái mắt của con bị re hay là thấy có người nói là mắt bị re, không biết là mắt con bị re hay là dạ cảm ơn con Hoàng Đức Hạnh. Dạ nhưng mà con thấy đúng như thường tòa giật đảng có nhận xét đó là có là về phước vô lậu thì khỏi nói rồi, phước vô lậu tức là phước mà đưa mình đi tới cái quả giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, cho nên dù mình làm một cái việc gì đó thì mình cũng nên phát cái lời nguyện là mong cho phước báo này sẽ là nhân duyên để đưa đến giải thoát giác ngộ niết bàn, và nhờ đó cái phước đó là mà trở thành vô lậu. Còn nếu như mình không có phát nguyện gì cả thì chỉ có cái phước báo tự nhiên, đó là phước báo vô hữu lậu thôi. Thì phước báo hữu lậu có rất là nhiều dạng, chẳng hạn như là có người thì mong được giàu sang, có người thì mong được sắc đẹp, có người mong được sức khỏe, có người thì mong được có địa vị cao, có bà con thân quyến nhiều. Thì tùy theo cái khuynh hướng của họ, có khi do hoàn cảnh bây giờ họ thiếu thốn một điều gì đó thì họ lại mong có được. Ví dụ như người bây giờ họ quá nghèo đi, họ mong rằng kiếp sau họ được giàu có. Còn có người bây giờ họ rất là u mê, rất là chần lụt, họ mong kiếp sau họ có được cái trí tuệ sáng suốt hơn. Có người thì bây giờ xấu xí, cho nên mong kiếp sau mình được đẹp đẽ, được sáng sủa, thì vân vân. Cứ như vậy đó, mình thiếu cái gì thì mình mong muốn được cái đó. Nhưng mà có khi đó thì có những thứ mà mình chỉ mong như vậy, nhưng mà có những thứ thì mình thấy là thật sự cần thiết. Nhưng mà cũng có những cái thứ được bảo hộ lâu đó mà lại rất là dễ khiến cho mình bị tham đắm vào đó, mình khó ra. Ví dụ như có người mà thích có cái sự giàu sáng đó, thì thích giàu sang thì cũng được, nhưng mà giả sử như đó mình phải biết rằng cái đời sống mà vừa đủ thì là khiến cho mình có được cái sự bình an, không có phải lo lắng. Nhưng mà có khi đó cái sự giàu sang mà mình sinh ra vào cái cảnh mà sung sướng quá, ở trong cái nơi mà mình không cần phải làm ăn, không cần phải kiếm sống gì cả đó, mà đủ bao nhiêu cái thứ dục lạc để cho mình hưởng thụ, thì có khi là rất là dễ khiến cho mình bị sa đọa, bởi vì mình không có ham tu nữa, mình không nghĩ gì chuyện tu hành. Sợ gì nên mình khởi cái tâm tu hành á, là ít nhất mình còn phải thấy được cái điều khổ, thì mình mới mong tu tập để cho bớt khổ. Còn giả sử như mình sống một cái nơi mà mình chỉ ham hưởng thụ, mình không có cái dịp để mình suy nghĩ tới cái chuyện tu hành, thì điều đó chưa chắc hay. Rồi có những người đó, đôi lúc là có những người họ cũng rất là họ có những cái ý tưởng mà mình cảm thấy, ví dụ như có một lần có chẳng hạn như có những cái cô thiếu nữ đó có một mong ước, ví dụ như nói chuyện với nhau mong ước rằng mong sao mà tất cả những người đàn ông trên đời này đều ưa thích mình cả. Thì đó là một cái điều mong ước mà mới nghe cô đó thì có vẻ như là ai mà được nhiều người thương thì rất là sung sướng. Nhưng mà còn lại là cô mà mong ước như vậy đó, cô không biết được cái mà nó phức tạp, nó cái phức tạp mà rắc rối khi mà một khi một người có nhiều người mà cũng thích một người đó thì sẽ có bao nhiêu cái xung đột, cái chiến tranh sẽ xảy ra. Thành ra nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng là mình mà được nhiều người thương như vậy thì sung sướng biết bao nhiêu, có người không được ai thương cả thì khổ lắm. Thành ra cứ mong rằng là kiểu làm sao để mình được cho nhiều người thương mến, được nhiều người yêu thích, họ nhiều người theo đuổi, họ tưởng rằng như vậy là sung sướng. Thì cái những cái yêu cầu, cái mong muốn như vậy đó là cái mong muốn mà nó rất là vô minh, họ không có nhìn xa, họ không có thấy rộng, bởi họ không có thấy được ấy, là những cái tham ái, những cái gánh tì ghen tuông đó nó xảy tới, nó làm cho mình rất là mệt mỏi. Mà những cái đó đó là nó dẫn dắt bởi tham ái, bởi vô minh mà khiến cho mình cứ bị lâm quanh lụng quẩn hoài. Vì vậy rồi có người đó thích làm sao kiểu sao mình thiệt là đẹp đẹp như những cô hoa hậu vậy đó, nhưng mà biết đâu đó họ người ta nói hồng nhan hòa thị đó, như cái đẹp đó có những người mà họ đẹp quá họ không phải sung sướng như đâu. Khi mà họ đẹp quá đó họ đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, người ta theo đuổi. Rồi có khi mà những cái người mà tới với mình thương mình không biết là họ thích mình là bởi vì họ thích cái bề ngoài, cái diện mạo của mình, họ thích tính cách của mình, thì hay là họ rồi vì cho nên mình thấy rằng là có những khi mà mình thích, mình tự nghĩ rằng những cái vì mình không có, mình thiếu thốn, cho nên mình cứ nghĩ rằng có được cái đó thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà khi mà mình xét cho kỹ đó thì tất cả các pháp phụ vi
thì dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì nó cũng sẽ biến hoại mà thôi. Cho nên mình mà mong ước có được những cái pháp hữu vi đó đó thì nó cũng chỉ được thời gian ngắn rồi nó cũng biến hoại, hoại diệt. Vậy thì vì sao mình cứ mong cầu những cái pháp hữu vi đó, dù là đẹp hay là giàu hay là được nhiều người thương mến, tất cả những cái đó đó, những cái nó rất là phù hữu. Mà mình cứ muốn chạy theo những cái phù hữu đó, khi nó còn thì mình sung sướng được một chút, khi nó mất thì mình khổ sở đó. Rồi ngay cả khi mà đang có đó đó, mình cũng rất là bị nó chi phối nó, rồi mình cũng phải gìn giữ, mình phải giành giật đủ thứ cả. Thành ra nó nguồn gốc của bao nhiêu cái tai họa, như bao nhiêu cái phiền não. Và thành ra khi một người đó Phật tử mà khi mà mình mong ước mong cầu một điều gì thì mình nên nhìn xa một chút, những cái điều mình mong đó đó là có đáng hay không. Khi mình được như vậy rồi thì sẽ có những cái hệ lụy gì xảy ra. Thì khi mình nghĩ xa một chút đó, thì mình sẽ không còn mong cầu những cái chuyện viển vông vô lý nữa, mà mình chỉ mong cầu những cái gì mà thật sự có lợi, vừa đủ khiến cho thân tâm của mình được an lạc thoải mái, đừng có dẫn dắt mình đi vào chỗ đọa lạc, hay là đừng có làm cho cái nhân khiến cho mình phải tranh giành, hay là nguồn gốc của mọi cái sự tranh giành đủ việc đủ kỳ hơn đó. Và khi con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của thượng tòa, mà sao con không thấy nít của thượng tòa dập đẳng trong rung nữa thì phải, mà cũng đã hết giờ rồi. Cho nên nếu thượng tòa con ở trong rung thì con kính thỉnh thượng tòa, còn nếu không thì có lẽ cũng xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Con Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính mời mất lời. Tha thứ lầm thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân nhị sư Liệu Pháp đã thảo luận câu hỏi rất là hay. Và bây giờ con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng để đọc bài hồi hướng. Con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, đạo hành trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Yeah.
Thank you.